người tu của chúng ta đó, chúng ta cần có những cái điểm để chúng ta tựa vào đó. Mà trong đó mình có quy y Tam Bảo đó. Quy y nghĩa là mình trở về, mình nương tựa. Mình phải có, mình phải có cái điểm để mình nương tựa. Nương tựa với Phật Pháp Tăng. Tại sao? Tại vì con người mà mình, con người họ đối xử với nhau có thể còn thay đổi. Thương, ghét, rồi giận, rồi hờn, đủ thứ hết. Cho nên là một trong cái nghĩa của chữ Tam Bảo mà tại sao mình phải nương tựa, bởi vì Tam Bảo là bất cải. Bất cải là gì? Là không bao giờ thay đổi. Mình có thương Phật, cúng Phật mỗi ngày, Phật cũng vậy. Giáo pháp Phật cũng chia sẻ cho mình bình đẳng. Còn bây giờ mình hạnh phúc quá, mình vui quá, mình quên Phật, Phật cũng không có buồn. Còn thế nhân mình thì khác. Lúc người ta cần mình giúp, mà giúp xong rồi á, bẵng đi mấy năm trời, họ quên mình, họ không có phone mình, họ không thăm mình, thế này thế kia, là mình cũng hơi hờn rồi. Giận thì có thể không giận à, nhưng mà hờn trách một chút. Còn Phật thì không hờn không trách. Bởi vì sao? Bởi vì vậy, bởi vậy cho nên Phật mới đủ cái khả năng làm cái điểm tựa cho mình. Bởi vì phàm phu chúng sanh là thay đổi theo những cái tình huống, những cái cảm tình, những cái cảm xúc. Nhưng mà đối với Phật thì không. À, cho nên á, Phật dạy mình á, có Tam Bảo để mình nương tựa. Rồi giờ người tu á, lúc mà thọ giới á, lúc mà thọ giới tỳ kheo xong rồi, cũng phải trọn đời này cũng phải nương tựa bốn thứ. Nương tựa gốc cây, chùa viện để làm nơi trú ẩn cho mình. À, nương tựa vào những thực phẩm hiền lành, những cỏ cây hiền lành để nuôi dưỡng mình. Tức là khi mình bệnh mình uống thuốc thiên nhiên. À, nhiều hơn là mình phải đi những tìm những con này con kia để mình trị bệnh cho mình, ví dụ vậy. À, rồi nương tựa vào đoàn thể, nương tựa vào y bác. Một người tu mà khi cuộc sống của mình á, thân thì không còn mặc pháp y nữa, cuộc đời sinh hoạt của mình không còn gần gũi y bác giới luật nữa, thì bắt đầu mình dần dần mình sao à, lộ ra những cái tướng thô của một cái người tu. Bởi vì bắt đầu cái chất đời nó bắt đầu nó lan ra. Cho nên người tu khi thọ giới rồi cũng nguyện tứ y của một người xuất gia là nương tựa như vậy. À, rồi thí dụ như bây giờ Phật dạy cho mình đó, để giúp cho cái tâm mình bớt trách móc, à, bớt phiền não khi mình phải gặp những người người ta nói giỏi mà người ta làm chưa hay. Thì những trường hợp đó làm sao để mình giải tỏa cái phiền muộn của mình đấy? Thì Phật dạy cho mình câu gì? Dạy cho nên thôi, y nghĩa bất y ngữ. À, nên y theo cái nghĩa người ta muốn nói. Còn cái câu nói người ta nhiều khi người ta sống ở địa phương đó, hoặc là người ta không biết cách người ta trình bày. Thì mình đừng có bận tâm cái lời nói của người ta. Mà hãy nên chú nương vào cái nghĩa của người ta để mình giải tỏa cái phiền muộn của mình. Cái cốt là mình học được nói người đó. Gọi là gì? Y pháp bất y nhân, rồi y nghĩa bất y ngữ. Gọi là tứ y đó. Ở đây mà nói là cho nên người tu của mình ai cũng có một cái chỗ để mình sở y, tức là có cái chỗ để mình nương vào. Để làm chi? Để mình làm vững cái nền tảng tu của mình. Người Phật tử mà không nương tựa Tam Bảo ra sao tu? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, quý vị mà có người thân mất, lên chùa tìm thầy, thầy nói được rồi, để mọi việc thầy sắp xếp cho, yên tâm không? Yên tâm lắm. Không dám nói từ là trăm sự nhờ thầy. Nhưng mà mình yên tâm là khi người thân mình mất, mình lên chùa có thầy ở nhà là mình yên rồi. Bây giờ một cái khóa tu tổ chức như thế này nè, mặc dù có quý thầy hướng dẫn cho mình, nhưng mà nếu thầy trụ trì có mặt ở đây thì mình vững không? Vững lắm, tại vì mình biết là mọi việc gì là có thầy trụ trì giải quyết. Không có nữa thì có chư tăng. Nhưng mà nói chung là mình làm việc gì mình biết phía sau mình có một người mà người ta có đủ cái năng lực để cho mình nương tựa, để hướng dẫn cho mình yên lắm. Cũng giống như Pháp Hòa bên Canada vậy. Mặc dù bây giờ tất cả mọi việc trên dưới trong ngoài là Pháp Hòa giải quyết sắp xếp hết, nhưng mà nếu không có thầy viện chủ thì mình cũng chưa đủ cái niềm tin để mình làm việc. Có một người lớn phía sau mình thì tự nhiên mình vẫn an lòng hơn là việc gì có người lớn chống cho mình. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, người Phật tử cái bước đầu tiên mình đi vào á, là mình nương tựa Tam Bảo.
Phật Pháp Tăng. Nương tựa vào Phật, bởi vì mình biết rằng những gì mà Phật đã tu, đã thành tựu thì nhất định không sai lệch. Vậy thì Phật là bậc xứng đáng để chúng ta nhận Phật làm thầy. Và lời dạy của Phật thì chúng ta gọi là chánh pháp. Pháp là con đường, mà con đường này là con đường chân chánh, dẫn chúng ta đi đến cái chỗ an lạc giải thoát. Cho nên á, tại sao cái thời chánh pháp mà người ta dễ thành tựu? Bởi vì có Phật cái đó. Và người ta luôn luôn lấy chánh pháp để người ta làm cái chỗ giải quyết mọi cái phiền não của người ta. Cho nên người ta không có buồn giận nhiều, tu nó tiến. Còn mình bây giờ thì sao? Cái thời của mình là thời, cái định nghĩa của chữ mạt pháp là gì? Là thiền định kiên cố. Định nghĩa của chữ mạt pháp là gì? Là đấu tranh kiên cố. Giờ mình đấu tranh nhiều hơn là mình tu. Nội cái chuyện đấu giáo lý, đấu khẩu mà, đủ thứ đấu tranh hết. Cho nên rồi mình học Phật thì cũng có, tu thì cũng có, nhưng mà ở trong đó nó lồng cái đấu tranh, cho nên khó thành. Nếu mà mình muốn biết cái gì chính xác không, lấy kinh luật ra thì giải quyết hết. Đừng có lấy, đừng có thêm cái tư kiến của mình, đừng có thêm những cái ý thức của mình. Tại ý thức là có phân biệt, có thiên vị. Còn nếu mình lấy Phật Pháp mình xác định thì, cho nên thường mình nói chuyện Phật Pháp nương vào lời Phật dạy là bảo đảm nhất. Nương lời Phật, nương lời Tổ. Mặc dù mình biết rằng có những lúc mình phải tự mình nỗ lực mình đi, nhưng mà muốn nỗ lực đi thì cũng phải có bản đồ chứ. Đành rằng mình tự lái xe, nhưng mà mình phải có cái bản đồ trong tay. Giống như bây giờ mà mình là trên, ai mà có cái data internet rồi download trong cái phone của mình cái Google Map nữa, đi đâu cũng không sợ. Tại sao? Có bản đồ đây rồi, ta không còn lo sợ. Mình đi, cho nên Phật tử cũng vậy. Nếu chúng ta nắm vững giáo pháp thì chúng ta không có lui sụt. Lui sụt tiếng Hán gọi là thối lui, thối chuyển, tức là mình di dời rồi mình lui lại. Còn người tu mình là bất thối, là mình đi lên chứ mình không có lùi sụt. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, có nói tới những cái chỗ nương tựa của mình. Và hôm nay trong hy vọng rằng chúng ta học 2 buổi thì chúng ta có thể học được 10 cái nương tựa này mà trong kinh có nhắc tới. Tiếng Hán gọi là sở y. Sở y là cái chỗ nương tựa của mình, cái chỗ để mình dựa nương, bám vào đó để giúp cho mình thăng tiến trên đường tu. Bởi vì sao? Tâm của mình là tâm vững chắc chưa? Kiên cố chưa? Chưa. Mình chưa phải là tâm vững chắc, tâm kiên cố. Mình là cái tâm dễ bị dời đổi. Mình đang tin vào một vị thầy đó, mà chỉ cần người ta nói 1-2 câu mà không lành về vị đó, có bắt đầu sao? Tâm mình cũng bắt đầu di chuyển. Mình đang nương vào cái ngôi chùa đó để mình tu đó, mà nghe người ta nói không hay về cái ngôi đạo tràng đó, cái tự nhiên tâm mình cũng bắt đầu gọi là gì? Biến chuyển, phải không? Di động. Cho nên á, nguy. Bây giờ mình muốn giữ cho cái tâm của mình thì Phật nói là mình phải nương vào một trong những cái 10 cái này, hoặc là nương 10 hoặc là một phần, để chúng ta thăng tiến trên đường tu. Có một cái em đó, em đi vô trong nhà thờ, em xưng tội. Thì quý vị biết vô cái phòng nhỏ đó rồi xưng tội. Vị linh mục mới hỏi: con dựa vào đâu mà con xin tội? Em trả lời: dạ con dựa vào ghế mà xin tội. Rất là thành thật. Tưởng đâu là dựa vào tội gì mà con xin tội. Nó nghe rất là đơn thuần: con dựa vào ghế mà con xin tội. Bây giờ á, cái điều đầu tiên Phật dạy mình phải nương vào cái gì? Những Phật này, các Phật tử, Phật tử đây là nói chung nha, người xuất gia cũng là Phật tử, người tại gia cũng là Phật tử, chứ không phải chỉ dành riêng cho các vị cư sĩ. Thật sự ra cái chữ Phật tử nó không dành riêng cho các vị. Chữ Phật tử là danh từ chung, ai là đệ tử Phật đều là Phật tử, như Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia.
Bây giờ người nào cũng vậy hết. Ở đây là nói cái từ Phật học chuyên môn, nhưng mà thật ra nếu chúng ta suy luận, chúng ta áp dụng trong cuộc sống, mình vẫn được như thường. Thứ nhất là mình phải nương tựa vào cái tâm Bồ Đề của mình. Thưa đại chúng, là trong kinh nói nương vào tâm Bồ Đề vì đó là thứ ta chẳng bao giờ quên mất. Bây giờ Bồ Đề là gì? Nói đơn giản, Bồ Đề nghĩa là cái tâm giác ngộ, cái tâm tỉnh thức ngay cái giây phút đầu. Ví dụ hồi nào giờ mình không bao giờ tin Phật pháp, không có bao giờ nghĩ tới cái điều thiện lành gì hết, tự nhiên một ngày đó mình khởi phát cái tâm thiện lành, bắt đầu đi chùa. Mà lúc phát tâm đi chùa đó, tâm danh có xen vô không? Tâm lợi có xen vô không? Có cái tâm gì xen vô, chỉ đó bây giờ tôi cảm thấy tôi cảm mến Phật pháp, tôi muốn đi đó. Cái giây phút, cái tâm mà ngay cái giây phút đầu đó đó, Phật giáo gọi là sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm ban đầu. Giống như là ai trong chúng ta cũng có mối tình đầu vậy đó. Thì quý hòa thượng hay nói, hay nói một cái ví dụ như là người nào mà những người nào mà sau này có bao nhiêu mối tình không biết, nhưng mà thường thường cái mối tình đầu họ khó quên lắm, phải không? Thì cái sơ tâm của mình cũng phải giống vậy, tức là mình sau này á, cái tâm mình bắt đầu chuyện này chuyện khác nó xen vào, nhưng mà nhớ là giữ cái tâm thuở ban đầu. Ví dụ như những lúc mà mình bị phiền não nó chi phối, cái mình hỏi mình cái ngày đầu tiên mình đi vô chùa mục đích để làm gì? Đâu có phải để giành cái chức này, đâu phải để tranh cái địa vị kia. Mình đi chùa là mình muốn phát tâm mình tu mà, chữ đầu tiên trong miệng mình mở ra là tu mà, thì tại sao bây giờ mình lại những cái khác nó xen vô? Cũng giống như quý vị đi chùa nói với người thân á, cuối tuần này á, tôi lên chùa tôi ở 3 ngày nha. Cái người thân mới hỏi đi lên chùa làm gì? Tôi đi chùa tôi tu. Rồi mà vô chùa tu bị người ta giành cái chỗ ngủ, cái buồn bị người ta lấy lộn cái áo tràng, cái hờn. Tôi dành cái chỗ đó ngồi để tôi nhìn mặt ông thầy cho nó rõ, rồi cái bà kia bây giờ cái ghế của tôi. Thì những cái đó mà nó xen vô thì mình mới hỏi mình, ủa vậy chứ cái lúc đầu mình đi chùa mình nói với người thân là mình đi đâu? Đi tu. Chứ mình đâu có nói tôi vô tôi dành cái chỗ ngồi, mình đâu có nói tôi dành cái chỗ nằm. Đó, rồi thí dụ người ta thấy mình khả năng hay quá, cái người ta mới mời mình làm trưởng ban gì đó. Cái thì bắt đầu cái chữ trưởng ban đó nó đánh văng cái chữ tu mất tiêu. Cho nên khi nào mà mình khởi cái phiền não gì thì mình phải lập tức nương vào liền, nương vào cái tâm ban đầu mình khởi phát đó để nó làm gì? Để nó lắng dịu cái tâm kia lên để mình vững mình đi tiếp. Ví dụ các thầy tu vậy, có chắc rằng quý thầy chưa bao giờ khởi cái tâm động niệm không? Đâu có đâu, phàm phu mà. Nhiều khi giận huynh đệ nói cho tôi nghỉ tu, tôi không tu với cái ông này nữa. Nhưng mà cái giây phút đó là giây phút của phàm phu, giây phút của mê lầm. Nhưng mà tỉnh giác lại rồi, nhớ lại rồi, đi tu vì cái gì? Lúc mình đi tu mình nói hay quá mà, phải không? Hủy hình, bỏ đi cái hình ảnh đẹp để mà giữ đi cái khí tiết của người tu. Cắt cái đẹp trần thế để mà nhận cái vui, cái đẹp của người tu. Thì những cái lúc khi nào mà như vậy đó, nó nhắc nhở lại mình, cái nó nuôi dưỡng lại. Cho nên thường thường á, người ta hay nói là nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Bây giờ á, trong cuộc sống mà vợ chồng cũng vậy, cái giây phút mình nhận người đó làm vợ, giây phút mình nhận người đó làm chồng thì vì cái gì? Nhờ như vậy đó. Cho nên người kia có buồn phiền cỡ nào đi nữa, trong bữa hôm đi ra ngoài phi trường đây, trên đường đi ra đây thì có một cô buồn chồng quá, già rồi 70 tuổi hết rồi mà buồn quá, phong ngồi kể một lô xong cái cuối cùng nói hồi xưa ông không có dạy thầy mà giờ sao ông đủ thứ hết, buồn dữ lắm. Hồi đó đó lúc mà ông theo con đó
là trời ơi, con chưa kịp nói là ông đã hiểu ý con muốn rồi, ông làm hết rồi. Bây giờ con bệnh, con nằm đó, ông không hề hỏi con tiếng, thầy có tức không? Nói xong xuôi hết mọi thứ rồi, cuối cùng chỉ nói một câu thôi: thôi nhưng mà con nghĩ tới nghĩ lui rồi, bây giờ già rồi, mình làm cho lớn chuyện cũng được gì, thôi nghĩ tới những cái ngày giây phút mà còn trẻ đó để mà ráng sống cho vui, sống cho đến hết. Mà con còn đang lo đây nè, ổng không biết lo cho con, mà không biết từ từ hồi con chết ai lo ổng. Quý vị thấy không, tâm bồ đề lớn lắm. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Thì Pháp Hòa nói là mình học Phật á, khi mình nghe được một cái bài Phật pháp á, một là nhắc nhở mình trong đường tu, nhưng chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống thường đời của mình. Thật sự ra người Việt của mình á, không có giống người Mỹ. Người Mỹ là không hợp là cứ chia tay, nhưng mà người mình thì khác. Lúc nào cũng nghĩ tới, chút xíu Phật nói tiếp, lúc nào mình cũng nghĩ tới con, tới gia đình, tới người thân, đủ thứ những cái để mình nghĩ tới, rồi cái sao nó êm mình xuống, phải không? Cho nên trong chú Đại Bi có một câu tát bà, nhớ không? Nhớ câu chú Đại Bi có một câu tát bà không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ni nam mô a di đà na ra dạ gia gì đó, thì trong đó có một câu tát bà, tát bà nghĩa là gì? Tát bà nghĩa là gì? Đừng có vì cái việc nhỏ, hãy vì cái việc lớn. Vậy thì nguyên cái bài chú Đại Bi á, nó không phải thuần tí là những cái câu chân ngôn mật ngữ mà chúng ta chỉ đọc mà không hiểu. Nếu dịch cái những cái bài như dịch cái bài chú Đại Bi ra đó, thì chú Đại Bi là một pháp tu đầy đủ những cái công hạnh ở trong đó, chứ không phải chỉ là những câu mật ngữ mà chúng ta chỉ đọc mà không hiểu. Thì trong đó có một câu tát bà. Tát bà là nghĩa là mình bất cứ việc gì xảy ra thì nhớ là vì việc lớn chứ không vì việc nhỏ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ngày mai mốt đây đại lễ Phật Đản nè, mình lãnh một cái trách nhiệm là điều khiển cái chương trình gì đó, cái mình giận cái người kia, thôi bây giờ tôi bỏ, tôi đi về, tôi không làm nữa. Lúc đó có một người dỗ dang: tát bà đừng có vì cái việc nhỏ, chị đi về rồi, đầu tiên chị vô chị phụ công quả là vì ai? Đâu phải vì cái chị này, đâu phải vì việc này, chỉ vì tam bảo mà. Thì vì tam bảo thì đi hết. Đó. Cho nên mình tu á, Pháp Hòa là thưa rằng mình làm việc gì nó cũng có cái chỗ để mà nó làm cái nền tảng hết. Thí dụ muốn cất nhà thì lấy mặt đất này làm nền. Không có mặt đất thì làm sao xây được cái căn nhà? Thì cái nền móng, cái mặt đất này giống như tâm Bồ đề vậy. Và phải có phải có mình luôn à, trong chúng ta đây ai cũng có cái giây phút mà mình khởi tâm đi tu hết á, chứ không có ai mà đi tìm về chùa vì bất cứ một cái danh lợi gì. Mình làm việc từ thiện cũng vậy, làm từ thiện cũng vậy nha. Đừng có nghĩ làm việc từ thiện là ai cũng khen, làm việc từ thiện đôi khi cũng dễ bị người ta dễ bị người ta nói mình lắm đó. Thứ nhất là không biết có thiệt không, mình làm mình có ăn trận ăn bớt gì trong đó không, đủ thứ hết chứ đâu phải bình thường đâu. Nhưng mà mình nhớ khi mà mình khởi cái tâm mình cúng hay mình bố thí hay mình làm lành gì đó, thì có người sẽ nói: sao chị tin người ta tại dễ vậy, chị đưa vậy biết tiền nó có tới không? Thì quý vị chỉ nói tôi không biết nó tới không, mà tâm tôi đã tới chỗ đó rồi đó. Khi mà cái tôi nghe chỗ đó lụt mà cháy rừng thiên tai, tôi biết cái chỗ đó như vậy, lòng tôi hướng về họ, tôi gửi tiền, tôi donate, tôi ủng hộ. Còn cái chuyện nó có tới không tôi không biết, mà tâm tôi tới rồi, mà tâm tôi tới rồi là đã có mặt rồi. Cho nên nương vào cái đó. Mà không ai trong chúng ta mà không có những cái giây phút mà trong sáng đó đối với cái sự trở về Phật pháp với mình. Không có người nào mà nói có một vị thầy nào mà đi lúc mà cạo đầu đi tu, mà hỏi đi tu để làm gì, mai mốt tại con thấy cái chùa này bự quá con muốn làm trụ trì. Không có ai đi tu vì trụ trì cả.
Cho nên mình nếu như mà mai mốt mà phiền não vì cái chức đó thì tự nhiên nhắc mình, ủa cái ngày đầu mình đi tu vì cái tâm gì? Thôi thì ai muốn trước thì tôi sẽ sau, ai muốn một thì tôi hai, vậy thôi. Đó, điều thứ nhất là mình nương tựa vào cái tâm bồ đề vì nó là nền tảng, cũng là nội dung của mọi sự tiến hóa tâm linh. Tu hành chính là tu cái tâm bồ đề. Rồi điều thứ hai là gì? Nương vào thiện tri thức vì ta sẽ hòa hợp như một với Ngài. Thiện tri thức, Pháp Hòa hay định nghĩa chữ tri thức rồi đó. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Cái người mà biết mình, mà hiểu mình, mà hướng dẫn cho mình thăng tiến, vì người ta quá hiểu mình cho nên người ta thấy được những cái tật của mình mà người ta biết uyển chuyển, người ta chuyển mình hướng thượng, người đó gọi là gì? Thức. Cái gì? Tri thức. Thiện tri thức. Nhưng mà ngược lại cũng sẽ có những người biết mình, hiểu mình và chính hiểu mình quá cho nên lèo lái mình đi vào cái con đường sai lệch khổ đau, thì có cái gì? Tri thức. Ác tri thức. Pháp Hòa biết, Pháp Hòa ví dụ là trong cuộc sống quý vị cũng đã từng làm thiện tri thức cho người khác. Ví dụ mình biết chồng của mình nóng tánh mà nghe cái chuyện đó là ổng nổi đùng đùng lên. Vì biết ổng như vậy, hiểu ổng như vậy cho nên nhiều khi một câu chuyện gì mình muốn nói không bao giờ mình nói thẳng vấn đề để mà làm cho cái sự hờn giận ổng tăng trưởng. Mà luôn luôn mình nói khéo léo để mình làm cho cái người đó giảm đi cái phiền não. Thường thường á, mình biết người đó hay giận cho mình cũng không có bao giờ mình kể những câu chuyện gì mà nó có cái tính cách tiêu cực để làm cho người đó giận. Vì mình hiểu người đó hay giận. Những bậc như vậy gọi là bậc thiện tri thức. Nhưng mà ngược lại cũng có những người biết cái tánh mình hăng máu, chỉ cần nói một hai câu là mình nổi xung thiên, mình lên mình làm bậy à, là người ta ngư ông đắc lợi à, người ta mượn tay mình à, thì người ta làm sao? Chọt một hai câu là làm cho mình khởi nợ, khởi phiền muộn lên, làm những điều sai quấy lên. Vậy thì bắt đầu đụng chuyện đó, tôi đâu có biết, đâu phải dè nó vậy, tôi đâu có nói. Nhưng mà thiệt sự người ta có cái chú ý đó. Thì cái đó cũng là tri thức, nhưng mà là ác tri thức. Tri thức có ba, thiện tri thức có ba bậc. Giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức. Phải không? Giáo thọ tức là người hướng dẫn cho mình. Đồng hành thiện tri thức là những người cùng tu, cùng học với mình. Mà có một bậc tri thức thứ ba là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Ở đây mình có ngoại hộ thiện tri thức không? Có chứ. Trời ơi, tôi đi chùa mà tôi tưởng đâu trên chùa ấm, ai ngờ lên đây lạnh quá chừng tôi không đủ áo lạnh. Chị bạn kia, ô tôi dư cái áo lạnh nè, chị lấy cái áo này mặc. Thì cái người mà đưa cho mình cái áo lạnh là gì? Tri thức. Ngoại hộ thiện tri thức. Trời, tôi lật đật tôi đi chùa tôi quên mang cái áo tràng, ồ tôi mang dư cái đây, chị mặc đi. Ngoại hộ thiện tri thức. Tôi thích quyển kinh Địa Tạng quá mà tôi đi tìm hoài không ra, vậy hả, tôi có dư cuốn để tôi đưa chị tụng. Ngoại hộ thiện tri thức. Thấy người kia muốn đi tu mà không có tiền mua vé máy bay, mua vé xe, mình có khả năng mình ủng hộ cho người đó để người ta được đi tu. Ngoại hộ thiện tri thức. Các thầy đi du học, mình nuôi các thầy hàng tháng để mà các thầy có đủ khả năng, đủ tiền để đóng tiền học, mua sách vở, thì những vị đó gọi là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Còn đi chùa mà đi rủ nhau đi tu chung với nhau, nâng đỡ với nhau đường tu, thì cái đó là gì? Thiện tri thức. Đồng hành thiện tri thức. Còn người nào mà mình biết cái gì mình hướng dẫn lại cho người ta thì gọi là giáo thọ thiện tri thức. Như vậy mình tu mà không có thiện tri thức á, tu cũng được nhưng mà sao? Khó lâu tiếng. Còn nếu có thiện tri thức thì đường tu mình nó tiến lẹ. Mà nếu như trong cuộc đời tu của ta được cái may mắn, được duyên lành, chúng ta gặp được một bậc thiện tri thức, ráng giữ họ. Rồi ngược lại mình cũng là thiện tri thức của người đó. Tại những lúc người đó nhắc mình và có những lúc mình nhắc họ. Cho cần lắm.
Mình giận người ta mình cũng có tội, mà mình làm người khác giận mình cũng có tội. Cái nghe vậy cái hai đứa què. Thì hòa thượng đó là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, dù lớn dù nhỏ, dù đời dù đạo, nhất nhất người ta chỉ dẫn cho mình cái gì, những vị đó đều là những vị thiện tri thức của mình hết, mà ở một cái dạng nào đó. Mình nói vậy để chi? Để cho mình không có chán nản cuộc đời, rằng hình như cuộc đời này tôi lẻ loi đơn độc. Và mình cũng không có than rằng á, ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc loài. Mình cũng không có than rằng hình như bao nhiêu đau khổ của trần gian trời đã dành riêng để tặng nàng hay là tặng chàng. Khi mình thấy rằng xung quanh mình còn, ít nhất cũng còn có một hai người nào đó. Cho nên á, đôi khi hạnh phúc nó ở trước mắt mà chúng ta không thấy thôi. Rồi lâu lâu chúng ta phải nghe Phật pháp để làm chi? Đức Phật chỉ cái đó cho mình. Mình có, nhưng mà cái mình dở là gì? Quên. Mình có mà mình quên chứ không có gì hết á. Mình có được cái tâm, mình có được cái trí sáng, nhưng mình quên. Rồi Phật nhắc. Rồi con người mình á, sống mà có chết không? Có. Nhưng mà tại mình nghĩ mình còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp, còn đủ thứ, cái bắt đầu mình hăng, mình ăn thua đủ. Nhưng mà cái bữa nào mà mình được mời tới đi hộ niệm một cái đám tang á, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô thì cái đó gọi là gì? Nhắc mình nhớ. Cho mình biết, nhưng mà tại vì mình hay quên. Cái biết của mình nó có, nhưng mà cái biết của mình nó là chập chờn, biết chưa có thấu đáo, và thậm chí biết rồi quên. Thì Đức Phật hay là các bậc tổ thầy là những người nhắc nhở chúng ta đừng có quên. Chứ có nhiều vị không hiểu, mới nghĩ đạo Phật là bi quan, tối ngày cứ nói chết, nói chia ly, nói vô thường. Không phải đâu, nói để chi? Để cho anh hạnh phúc anh sống. Anh hạnh phúc anh sống để làm gì? Anh appreciate everything, mà anh đừng có expect anything. Oh, less expect, more appreciate. Vậy thôi. Expect nothing, accept everything. Và cái người mà sống như vậy thì hạnh phúc. Mà sống được như vậy là hạnh phúc, mà sống như vậy là sống với đạo Phật. Bởi vì chữ đạo là con đường, chữ Phật nghĩa là giác ngộ. Mà người mà sống mà luôn luôn tỉnh giác, không mê lầm là đạo Phật chứ có gì đâu. Anh đó có thể là tin lành, có thể là Thiên Chúa, bất cứ cái đức tin gì của anh. Nhưng mà giây phút nào anh có tỉnh thì anh là Phật. Vì chữ Phật không là thần thánh gì cả. Phật nghĩa là người tỉnh giác. Cho nên á, tại sao mà mùa Phật đản mình phải tắm Phật? Bởi vì Phật là tượng trưng cho tâm sáng. Mà chúng ta là người có tâm sáng mà để quên, cho nên nó bị bụi. Bây giờ phải lấy nước là tượng trưng cho định, lấy hoa là tượng trưng cho giới, lấy cái sự tu tập của giới của định để tẩy đi cái bụi trần, thì Phật nó hiển lộ. Cho nên Phật đứng ở trong thao nước, đứng trong thao nước là hiển lộ lên. Hay là thường thường ta làm một cái lễ đài, Phật đứng cao ở trên, nghĩa là Đức Phật, một cái tâm giác ngộ đó tượng trưng cho Đức Phật nhỏ đó, Đức Phật baby đó, nó đang hiển lộ trong mỗi người của chúng ta. Và có thể nói rằng cái người mà sống ở trong đời, người sống tuổi càng lớn, sự tỉnh ngộ của mình càng nhiều, nghĩa là bắt đầu Phật mình đang lớn lên. Có nhiều khi mình lớn cái xác mà mình không lớn cái tâm. Thân thì to lớn mà tâm hồn mình chưa có mở. Cho nên ở Việt Nam nó hay chọc á, nói đầu thì to mà óc như trái nho. Việt Nam nó hay chọc vậy đó. Rồi có nhiều khi người ta mắng với nhau mà ta không có hiểu, mày ngu như bò. Thì mắng mà khổ nổi mắng ngay cái hai con bò nó đang ngồi đó đi. Mắng như mày ngu như bò, thì hai con bò nó sát bên nhau, nó nói anh sao họ mắng mình ngu như bò với anh, mà sao họ cứ mua sữa mình về cho con họ uống hoài, uống cho thông minh, uống cho mau lớn, uống cho bổ xương, mà hễ ngu ngu như bò. Là sao kỳ vậy anh?
con người nó sao kỳ vậy? Con người kỳ quá, mắng nhau ngu như bò mà thiếu sữa bò chịu không nổi. Thậm chí con nít là phải cho nó uống sữa bò để nó thông minh. Vậy con bò có thật ngu không? Quý vị thấy nhiều khi trong cuộc sống của mình có nói những cái điều, phải không? Nhưng mà nhiều khi mình không có tỉnh. Mình nói trong cái bình thường, ví dụ thôi nè. Tụng kinh không hiểu tụng làm gì, nghe rất là suông. Ủa, tụng không hiểu thì phải tụng để hiểu, chứ có ai mà không tụng mà hiểu đâu. Nếu mà không tụng vậy là khỏi tụng, đóng kinh lại mà hiểu à? Vì không tụng, vì không hiểu tôi mới tụng chứ. Tụng để tôi hiểu, không hiểu nhiều thì hiểu ít. Và không có ai một lần mà tiếng Anh mà còn phải đi nhồi lại mà. Đừng có nói mình là người Việt, học tiếng Việt mấy mươi năm, qua nước Mỹ riết rồi có nhiều chữ viết hoài viết không ra. Có không? Có nhiều lúc có một cái chữ là mình ngồi mình nói, ủa cái chữ tôi viết có đúng không? Thậm chí mà nói vậy thôi chứ hãy mà đưa mình vô là hỏi ngã nó lộn tùng phèo hết trơn. Đó, cái gì mà không có ôn, không có luyện thì làm sao mà tin tưởng? Thì cũng như thế. Mình muốn tinh thông thì mình phải học. Muốn thông, thông nghĩa là mình thông suốt, tin là tin tưởng. Mà mình thông suốt không tin tưởng thì làm sao? Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng lên khai mạc cái buổi mở trường Phật học, mở cái lớp bồi dưỡng cho tăng ni. Thì hòa thượng mới nói hôm nay lớp bồi dưỡng, nghĩa là quý thầy quý cô muốn mang Phật pháp đến cho nhau, nhưng mà tôi xin nhắc quý thầy quý cô nhớ là phải mở trường Phật học chân thật nghĩa, theo cái bài kệ mà thường tụng đó. Vì vậy cho nên á, mình nghe người ta nói đọc kinh không hiểu đọc làm gì, thì mình nghe thì suông nhưng mà nghĩ lại không đúng. Chính tôi không hiểu tôi mới tụng chứ. Cũng giống như nó thôi, tôi không đi chùa đâu, tôi còn sân lắm, để khi nào tôi tỉnh tôi mới đi. Hay không? Có lòng ghê lắm. Nhưng mà xin thưa, không có chịu tu thì chừng nào nó tỉnh. Nếu mà trong này mà không tỉnh thì chẳng lẽ ngoài kia nó yên à? Ngoài kia nó còn ồn não hơn nữa. Trong này có giận nhau gì giận, chứ còn không có dùng lời thô mắng chửi nhau. Dù có giận cỡ nào đi nữa đó, dữ lắm mà thôi nghe bà, chứ không có nói những cái câu thô hơn nữa, phải không? Nhưng mà ngoài kia người ta chén tạc chén thù, hoặc là những cái áo này không phải là áo tu, thì người ta sống theo cái môi trường đó, dễ tạo cho người ta sân hận oán thù nhiều hơn nữa. Cho nên chữ chùa được dịch là gì? Chùa được nghĩa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Thế thì mai mốt ai có hỏi mình, chị đi chùa để làm gì mà chị cứ đi hoài? Dạ, tôi đi cái nơi mà để gần người lành, xa người dữ. Thân cận thiện xứ, gần gũi cái xứ, cái nơi chốn mà gần gũi những người hiền lành. Dĩ nhiên vô đây không ai chưa hiền đâu. Nhưng mà dần dần, mới đầu vô đây nè, ai cũng là chỉ là một khúc gỗ. Thường thường người ta gặp mình á, ta hay nói mình sao? Anh đó có căn tu, chị nọ có căn tu. Từ đâu mà thấy được cái căn? Từ đâu thấy được cái căn? Lời nói, hành động, ý nghĩ, tác phong. Bởi vì cái căn là cái gốc ở bên trong mà. Mà mình mà có cái gốc trong đó thì nó hiển lộ ra bên ngoài. Cho nên cái cây mà nó khỏe mạnh, cành lá nó xanh tươi, mình nói chà cái rễ này tốt dữ. Vậy thì nhà Phật dùng cái từ căn lành. Căn lành tiếng Hán là thiện căn. Trong kinh Di Đà nói, nếu không phải là những người có thiện căn, có phước đức, có nhân duyên thì không thể sanh về cực lạc. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Bây giờ kiểm thử coi mình có thiện căn không? Thiện căn có không? Có. Có phước đức không?
có nhân duyên không? Vậy thì cực lạc có mặt rồi. Thiện căn là mình ham tu nè, phước đức là còn khỏe nè, có điều kiện nè, nhân duyên là có chỗ chỗ chức tu. Nếu bây giờ khỏe có, sức khỏe có, điều kiện có, mà không chỗ nào tổ chức tu hết, tu với ai, đi đâu tu? Cho nên nhân duyên là những cái duyên lành đã đến với mình. Phước đức là mình có sức khỏe. Chữ phước đức không hẳn là có tiền. Có tiền là đúng rồi, nhưng mà chữ phước nó nhiều điều kiện của phước lắm. Phước có sức khỏe, có tiền, mà thậm chí có nhiều người tiền có, sức khỏe có, mà người nhà cản trở cũng không đủ phước đức nhân duyên tu. Cho nên cái chữ thiện căn là gốc rễ lành. Mà do đâu mình biết cái người đó có gốc rễ lành? Do cái đời sống của họ. Là một ha. Cụ Nguyễn Du cũng xác định với mình, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cho nên đó, đừng có nói là tôi không có căn. Khó hết đó. Nhưng mà tại mình căn nghĩa là rễ, mà anh không tưới thì rễ nó không đâm chồi nảy lọc thôi, chứ làm sao không có được. Tại sao nói như vậy? Anh thấy một cái đám tang mà người ta đứng, người ta khóc, anh khóc theo. Rõ ràng là anh có lòng rồi, anh có niềm cái lòng từ bi, anh có cái tâm trắc ẩn ở trong đó rồi, sao không có được. Vừa rồi Phật đản vừa xong, vừa xong cái lễ Phật đản thì có một bà cụ bệnh nặng trong bệnh viện, Pháp Hòa phải chạy vô để hộ niệm cho bà, tranh thủ về cho sớm để làm lễ đám tang cho một em nhỏ, cho má em nhỏ. Em nhỏ này đi du học ở nước ngoài, mới có 7 tuổi ra nước ngoài học rồi, vì ba mẹ gửi, mẹ mất ở trong nước không hay. Thì khi gia đình mới tổ chức cho em một cái đám tang cho mẹ trong cái ngày lễ thọ tang đó, mà nó mới có 9 tuổi thôi. Thì khi mà Pháp Hòa tròn cái khăn tang trên đầu em á, thì mấy Phật tử đứng hộ niệm rớt nước mắt hết. Mấy thầy mấy cô đứng tụng kinh mà khóc. Đi tụng biết bao nhiêu đám mà ông khóc. Mà tự nhiên cái đám tang, mà không phải đám tang nữa, cái đám cầu siêu thôi, bị mẹ mất ở bên Việt Nam mà. Rồi mình thấy em nó bên này tội nghiệp, làm cái lễ cầu siêu cho em nó để tang. Vậy mà Pháp Hòa khóc mấy chú tiểu đứng đứng khóc hết. Thì ví dụ như bây giờ mình bực bội, mình nói tôi không biết thương ai hết, đời tôi chỉ biết thương tôi thôi. Thôi cũng được, biết thương tôi là cũng có một chút căng lành. Sợ không còn biết thương mình, còn hủy hoại thân mình nữa đó. Thấy không? Có nhiều khi mình thân mình cũng không thương, mình cũng hủy thân nữa. Bây giờ ở đây mình biết có thương mình, mình biết có thương người. Thấy người kia đang đứng mỏi, có vẻ như mỏi chân, mình đứng dậy mình nhường cái ghế. Đâu cần dỗ ngực xưng danh tu tu đâu. Nhưng mà căng lành có đó. Anh có căng lành nên mới làm được chuyện đó chứ. Cho nên trong cuộc sống Phật dạy cho chúng ta đó là phải nhìn lại mình để thấy được mình có những cái điều kiện tốt để làm chi, phải không? Để đừng bao giờ bỏ rơi nó, và đừng bao giờ từ chối cái con đường chuyển hóa thánh thiện. Bởi vì mình có khả năng đó mà sao mình không làm? Có nhiều khi á, mình trên đường mình tu tập mình sẽ bị những cái phiền não nó khởi. Thì những lúc như vậy mình phải nói với mình, không, tôi có căn lành mà. Tôi có căn lành cho nên tôi mới gặp được những điều lành. Còn cái này là lâu lâu thôi. Một cái cây á, một cái cây tốt á, thì lâu lâu không phải có con bọ, con sâu gì nó bám vô đó, mà đâu có nghĩa gì vậy mà dục cái cây. Phải làm gì? Tỉa nó. Tỉa nó đi. Thuốc nó để cho làm sao đó để nó tốt hơn. Mình cũng vậy. Cái giờ mình tụng kinh, giờ mình ngồi thiền, giờ mình nghe pháp là giờ mình tỉa đó. Biết tại sao? Tại vì mình đang ngồi vậy nè, cái 5 phút là nó xen vô. Toàn là chuyện chua không á. Ngày mai nấu món đó mà chưa mua cái này nè. Đâu có nghĩ tầm bậy đâu. Nhưng mà đối với cái giây phút mình tu, nó là tạp niệm, nó không phải là cái giờ mình làm chuyện đó. Nhưng mà đừng có lo, chính vì mình còn như vậy đó, cho nên mỗi ngày mình vẫn ngồi đây. Nếu mình thuần thục thì đâu cần ngồi, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Đến cái mức độ mà Tổ Huyền Giác nói không?
Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tĩnh thể an nhiên. Đến cái lúc mà mình nói năng động tĩnh thể an nhiên thì mình đâu cần, nhưng mình chưa. Thì cái này là cái gốc, đây là cái gốc rễ trong khi mình ngồi tĩnh đây, để hàng ngày nó tỏa ra cái đó. Một ngày mình ngồi 15 phút nửa tiếng, ngồi riết như vậy, cái tự nhiên sao người mình bây giờ nó đầm thấm ra, nét mặt của mình bây giờ nó tươi nhuận ra, người xung quanh mình cảm nhận được điều đó. Và lâu lâu mình cũng khen mình, cho sao lúc này tôi giỏi quá, chứ mọi lần mà cái bà đó, ông đó, bà nói tôi và bà chết cho tôi rồi, mà sao bữa nay tôi thấy nó bình thường. À, như vậy là cơ hội mình kiểm lại. Hôm nay mình tưới cái rễ này nó lên là đúng thuốc rồi đó. Đó. Cho nên mình nương vô cái thiện căn đó để nói với mình là mình cần phải tu tập nó, và mình cần phải tăng trưởng nó. Nếu mình không có thiện căn, mình đâu biết thương người, đâu biết giúp người. Cho những lúc nhiều khi giận quá, nó tôi không còn thứ ai nữa hết á. Tôi không muốn giúp ai nữa, tôi gặp toàn là thứ gì đâu không. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà hết chuyện rồi, gặp người khổ thì mình vẫn tiếp tục mình giúp. Mình biết cái lúc mình nói vậy, lúc nói với phiền não, lúc đó mình cái căn của mình nó bị quên tưới, nhưng mà rồi tưới lại thì nó cũng tươi trở lại chứ không sao. Quý vị biết làm mì căn không? Làm 1 ký bột mì một hồi nó mới còn được chút xíu mì căn à. Mì căn nghĩa là lúc đó nó chỉ còn lại cái tinh ba của bột mì thôi, còn những cái tạp là nó trôi đi theo nước rồi. Vậy thì quý vị thấy không, mình đổ thời gian và nước và bột ra để mà mình kiếm gì? Kiếm cục mì căn. Cũng như vậy, những gì chúng ta đang làm cũng không ngoài mục đích là để cho nó trôi những cái bột bình thường nó đi, để rồi chúng ta kiếm được một miếng mì căn. Mà khi mì căn mà có rồi đó, mình làm món gì cũng được. Mì căn non cũng được, mì căn già cũng. Mì căn già thì chỉ cần bó nó lại, bỏ nước luộc thì nó thành mì căn già. Mì căn già thì xé nó ra, trộn với gỏi bắp chuối, gỏi bắp cải, hay là mình xào xá ớt. Nếu mà làm mì căn non thì mình chỉ cần dứt nó từng cục, mình thả vô chảo dầu chiên nó hình lên, thả lên bún Huế, thả lên bún riêu, thả bất cứ món ăn gì cũng là ngon. Thậm chí trộn gỏi rồi mình cắt mình để nó vô cũng ngon. Cũng như thế, người mà có căn lành rồi thì việc lành gì cũng có thể làm được, mà không từ chối bất cứ việc gì. Quét nhà cũng được, rửa chén cũng được, tụng kinh cũng được. Cho quý vị thấy, cái người xuất gia vô chùa là làm sao nuôi dưỡng căn lành của họ. Và các vị thiện tri thức phải giúp cho người đó nuôi dưỡng căn lành. Pháp Hòa có một chú tiểu. Cái chú này thì đặc biệt là chỉ mê chuỗi thôi. Mê chuỗi, mê tượng Phật. Cho chú bao nhiêu tiền, ai tặng chú bao nhiêu tiền là lâu lâu cái chú xin đi lại cái chùa Đài Loan là chú thỉnh chuỗi, thỉnh vậy. La được không? Làm sao la được? Phải chi nó lấy tiền nó đi vô game á. Còn cái này nó có tiền, nó chỉ để mua chuỗi thôi mà. Nó chỉ để mua tượng Phật thôi. Mặc dù mình biết mua một sâu chuỗi là được rồi, nhưng mà mình nghĩ lại, cái người đó vẫn còn thích chuỗi, thích tượng Phật, nghĩa là căn lành họ vẫn còn. Đến khi nào nó nói thôi giờ đừng mua chuỗi mua tượng nữa, mình mua game chơi đi. À, lúc đó không biết căn gì nữa. Chắc căn dù. Chứ không phải căn lành nữa. Chờ có nhiều khi các thầy mới nói, cái thầy đó nha, cái ông thì thiệt, tối ngày cứ đi may y, thích y. Thôi kệ đi, thích y đỡ nó thích khác. Tức là mình làm sao người đó vẫn còn cái gì đó trong Phật Pháp thì chưa đến nỗi. Chưa đến nỗi. Chứ còn mình biết là một lúc nào mình không còn thích những cái đó nữa, mình nguy rồi đó. Tự nhiên giờ hết thích tụng kinh rồi, mệt rồi đó. Rồi có hỏi mà không thích tụng kinh làm gì? À thôi bây giờ tôi không thích tụng kinh mà tôi thích ngồi thiền. À thôi cũng được. Chứ nên thiền tôi cũng không thích, mà tụng thiền thì ngủ lên ngủ xuống, ngồi chi. Tụng kinh ồn ào tụng chi, rốt cuộc
ngồi thiền thì ngủ gục, mà tụng kinh thì ồn ào làm gì ta? Rồi disco đi. Mệt lắm. Pháp Hòa làm đồ ăn cho mấy chú đi học, ăn món nào mà ngon về thầy, thầy làm nhiều cho con được không? Hỏi gì con đem vô cho bạn con ăn. Nhiều khi mình nói nó ông nội tao. Nói là nói vậy, nhưng mà mình vui trong bụng là sao? Vì đệ tử mình nó còn có lòng thương với người khác. Nếu nó ăn mà nó đem nó giấu, nó thầy thầy cho con dĩa này, hỏi chi con cất mai con ăn là mình mệt rồi đó. Còn nó ăn mà điếp mới nghĩ tới người khác. Đi chợ mua cho chú nào gì, chú thầy 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 mình mua dư chút được không thầy? Hỏi chi vậy? Con đem về cho mấy sư huynh. Khi mình nghe những câu nói đó mình vui lắm. Cho nên con của mình cũng vậy. Nó đi chùa, nó chạy tới nói má đưa con 5 đồng để con bỏ một thùng, đưa liền đi. Đừng nói má bỏ rồi con. Hà tiện 5 bạc ha. Hà tiện 5 đồng mai mốt kêu nó 50 nó không cúng à. Tức là khi con mình nó biết khởi cái tâm. Ở chùa bên đó có con em nhỏ nó vui lắm. Bà nó tới cúng rồi mà nó giây phút nào còn ngồi đó là nó cứ tới nó rỉa ổng. Nó rỉa nó bỏ vô, nó trời con thầy khoái con ghê lắm. Mấy chú tiểu đang đứng rửa chén, đứng rửa chén mà giả làm sư ông. Tại vì mấy chú lên dự mấy cái lễ truyền bát quan trai đó, sư ông mới nói giới thứ nhất như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh có thể giữ được không? Ở dưới đáp mô Phật giữ được. Thì ông cụ truyền giới mới nói tốt lắm, tốt lắm. Cái mấy ổng đi vô đứng rửa chén mà giả sư ông, tốt lắm, tốt lắm. Rồi không thì tụng mấy cái bài đại từ đại bi, mình đứng ở sau mình nghe mà mình vui lắm. Tại sao mình vui? Là vì cái căn lành của nó còn đó, nó đang nuôi dưỡng căn lành nó bằng những bài kinh đó đó. Chứ nếu mà nó đứng rửa chén mà nó nói em ơi có bao lâu, nó nói với nhau 60 năm cuộc đời là mình mệt rồi đó. Chứ còn mà nó còn đứng xung quanh với nhau mà nó đại từ đại bi thương chúng sanh, nó còn đại hỷ đại xả thương tế muôn loài là mình biết là nó ok rồi. Cho nên con của mình ở nhà cũng vậy. Thí dụ nó nghêu ngao những cái bài hát tiếng Việt, hay là mày nín người ta mày ồn quá đi, có ngày nó nín luôn, nó không thèm nói tiếng Việt nữa. Kệ nó. Ý ở đây Pháp Hòa muốn nói mỗi người nó có cái gì tốt mà người ta lặp đi lặp lại, người ta đang huân mà người ta đang dưỡng. Cho nên tại sao mình niệm Phật? Mặc dù cái câu niệm Phật đó, cái chữ niệm nó có nghĩa là mình phải nhớ Phật còn hơn là mình lấy cái miệng mình lăm râm. Nhưng mà miệng lăm râm còn hơn là không lăm râm niệm Phật. Đa số người ta hiểu lầm là niệm Phật là khi nào miệng lăm râm mới kêu niệm Phật. Nhưng mà đúng nghĩa là niệm Phật là nhớ Phật, nghĩ tới Phật. Nhưng mà xin thưa, nếu mình không nhớ không nghĩ thì sao miệng mình niệm? Thường thường mình nhớ nghĩ cái gì thì cái miệng mình nó mới nói ra cái điều đó. Hãy mình nhớ cái bài hát thì miệng mình nó mới hát. Cho nên người còn tâm họ còn nhớ Phật thì miệng họ sẽ niệm Phật. Mà họ còn niệm Phật là mình mừng. Và hay là chính bản thân mình còn niệm Phật thì mình biết rằng mình đang nuôi dưỡng căn lành bằng câu niệm Phật. Hay là mình niệm Chúa, hay là mình niệm những lời kinh, đều là niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Niệm Pháp là mình đọc những cái câu Pháp Cú, những câu kinh. Thí dụ mùa Phật Đản này, người Phật tử nào cũng nghiêu ngao cái bài đệ tử hôm nay gặp ngày Khánh Đản, mà Pháp Hòa bảo đảm ít có Phật tử nào tụng bài này lần trong mùa Phật Đản lắm. Bị mình đi ba chùa, đi dự ba cái Phật Đản của ba chùa là thế nào mình cũng tụng được ba lần. Phải không? Người nào mà ở nhà thêm lần nữa, thí dụ vậy, và ít nhất trong mùa Phật Đản cũng sẽ một lần tụng lại bài đó. Là khi mình tụng cái bài đó rồi mình cái mùa này tự nhiên nhắc tới mình
để mình nghêu ngao lại những cái, mình lặp đi lặp lại những cái lời nói, lời kinh đó. Đừng có sợ tội. Có nhiều người nói trời, thí dụ con đang vừa quét nhà rồi con lâm râm con sướng kinh rồi tội không? Không có tội gì hết. Mình sướng những lời kinh nghĩa là tâm mình đang nhớ lời đó, mình đọc thì có gì tội đâu. Rồi bây giờ ví dụ như á, mình nhớ những cái bài hát, không lẽ tụng mấy hát mấy cái bài đó phước à, rồi đọc mấy cái bài kinh là tội sao? Không. Cho nên quét nhà vẫn đọc kinh được, lái xe vẫn đọc kinh được, mình nấu ăn vẫn đọc kinh được, lúc nào mình cũng có thể đọc kinh và niệm Phật. Bởi vì câu niệm Phật và lời kinh nó không chỉ để thể hiện ở trước tượng Phật. Giờ phút đó là giờ phút chúng ta trình bày một cách trang trọng để cho bày tỏ thân tâm của mình. Chứ còn lời kinh đó phải được xuất phát từ trong cái lòng của mình trong mỗi giây phút mình sống. Cho nên quý vị treo tượng Phật ở trong xe đó, không phải là mình treo cái tượng đó rồi cái tượng nó bảo đảm sự an toàn cho mình, mà treo treo tượng Phật để nhắc mình phải hướng Phật. Mà Phật nghĩa là giác, mà giác là tỉnh, mà tỉnh là lái xe không có mê. Chỗ nào ta cho nhiêu mình lái nhiêu, và đồng thời đừng có giành giật lái. Vừa rồi Pháp Hòa có nói một hai câu mà ở bên cái nước Bhutan, người ta nói nước Bhutan là một cái nước không hề có đèn xanh đèn đỏ, đặc biệt một quốc gia không có đèn xanh đèn đỏ, no traffic light, và người ta điều khiển con người bằng những câu đó không dọc trên đường phố. Ví dụ một câu: tôi biết bạn đang gấp về, nhưng đừng vì thế mà làm người khác không được về. I know you are rushing home. Not because of that you make others cannot come home. Câu khác: Life is short. Do not make it shorter. Cuộc đời đã ngắn rồi, đừng làm nó ngắn nữa. Câu đó phải là pháp không? Mình được quyền tụng câu đó không? Đâu có ai cấm mình đâu. Thành thử ra cái đèn xanh đèn đỏ bên ngoài đó, lâu lâu nó hiện lên là để thắng chúng ta lại. Thưa đại chúng, mỗi con người chúng ta ai cũng phải có một cái đèn. Có đôi lúc chúng ta có quyền bật đèn xanh, mà đôi lúc chúng ta phải để đèn vàng để chúng ta chậm lại. Và thậm chí đôi lúc chúng ta phải tắt đèn, mở đèn đỏ lên để dừng lại, đừng nói nữa, đừng làm việc đó nữa, để cho mình tĩnh lặng xuống. Cho nên mỗi người phải có cái đèn, ba cái đèn trong cơ thể mình. Ai cũng phải sử dụng cái đèn đó. Thí dụ như sức khỏe mình đã quá kiệt rồi thì phải bật cái đèn đỏ lên để stop. Khi nào khỏe thì green light. Và thậm chí yếu rồi thì phải yellow light. Ví dụ như quý bác lớn tuổi rồi, đi chậm chậm là đèn vàng đó. Không, rồi thí dụ như bây giờ mình thấy người ta thật thỉnh, thí dụ như mình đang đi đằng trước, thấy người đó bưng cái nồi nặng quá, thì lập tức mình phải làm gì? Sang một bên, là bật đèn đỏ, là mình dừng green light cho người khác người ta đi. Cuộc sống là như vậy. Mà chính nhờ cuộc sống như vậy cho nên sao? Chúng ta mới thấy rằng cuộc đời này còn có cái điểm tựa để chúng ta sống. Việc chúng ta còn có những bậc thiện tri thức như vậy. Và những lúc như vậy đừng có buồn, đừng có thấy gì. Vui lắm là gì? Mình biết sống đó. Mình thấy người ta nặng, mình ý thức. Mình biết sống đó. Mình chưa đến nỗi là mình sống, mình không còn biết ai nữa. Những lúc như vậy là thiện căn có mặt. Nuôi dưỡng cái đó. Cho nên cái trong kinh Hoa Nghiêm có một phẩm là ly thế gian. Chữ ly đâu có nghĩa là chúng ta phải đi rời nó đi đâu. Sống ngay trong thế gian này mà chúng ta không sống theo cái mốt của thế gian ta sống. Mà thậm chí mình vẫn sống cái mốt đó, nhưng mình biết làm cho cái mốt đó nó tăng trưởng, nó đẹp hơn. Ví dụ như người Việt mình đó, học nấu cà ri của Ấn Độ, nhưng mà nấu xong rồi Ấn Độ ăn khác với mình vì mình biết pha chế. Mình học cái món spaghetti của Ý nhưng mình nấu khác với người Ý nấu, đúng không? Người Anh đi qua Trung Quốc học làm trà,
Trà là xuất phát từ Á Đông. Học làm trà xong rồi đi về Anh tạo ra những cái tea bag. Như vậy là cái sáng chế cái tea bag á, trà túi đó mà quý thầy kêu trà giật á. Cầm giật lên xuống kia là giật. Đó là sáng chế của người Anh. Học từ cái của mình. Người Ý qua Trung Quốc học làm mì, đi về Ý chế ra cách làm mì Ý. Mì là xuất phát từ tàu. Thì ở đây mình cũng vậy, mình vẫn học nhưng mình biết biến chế, mình biết làm cho cái đó nó giàu hơn. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy em nhỏ đó, các con phải vui là vì mình có hai cái văn hóa, văn hóa Á Đông, văn hóa Việt. Vừa rồi á, khóa tu ở Texas vừa rồi, có một cái gia đình có em nhỏ 14 tuổi nó sinh nhật. Thì gia đình mới dẫn lên gặp Pháp Hòa là nhờ Pháp Hòa nói một hai câu với em để cho nhắc nhở vậy đó. Lúc đó cũng 11 giờ khuya rồi. Thì Pháp Hòa mới suy nghĩ một hồi, mới nghĩ ra cái cách nói với nó. Pháp Hòa mới nói mấy con bây giờ như cái cây đang cao. Nhưng mà nhớ mà cái cây mà nó cao, nó khỏe đó là nhờ cái rễ nó tốt. Cho nên các con có cái rễ, các con có rễ là rễ Việt Nam, rễ của Á Đông, rễ của người Đạo Phật. Thì đừng chỉ lớn cái cây ở trên này mà dưới này mình không có đất, không có vun bón. Nghĩa là mình muốn học cái gì đó mình học, nhưng mình vẫn bồi đắp cái gốc rễ của mình. Mà rễ mà nó vững thì cây nó mới vững được. Rễ mà nó không bám được vào lòng đất thì có ngày nó tróc rễ, cây chết, cây ngã. Chúng ta cũng vậy. Mình phải có một cái rễ Phật Pháp cho vững. Ở đây Pháp Hòa không thuần tí chỉ nói, mình chỉ cần có cái rễ căn lành cho vững thì những cái ác pháp nó không có khả năng nó làm cho mình khuynh động. Thôi thì tối nay mình nói ba thứ trước ha. Nương tựa vào Bồ Đề Tâm, tức là tâm lành của mình thuở ban đầu. Nương tựa vào các bậc thiện tri thức, những người lành tốt nâng đỡ mình. Và nương vào thiện căn của mình. Thiện là tốt, căn là rễ. Chúng ta có cái căn lành tốt vì chúng ta phải tưới nó. Và khi nhìn lại thì chúng ta thấy rằng ai trong chúng ta cũng đều có cái đó hết, chứ không phải là không có. Người đó chưa bao giờ biết đi chùa, không hề gì biết Phật Pháp, nhưng họ thấy người nghèo họ biết thương. Và rõ ràng họ có căn lành mà. Họ biết là nói lời lành, họ nghĩ lành, họ làm lành thì làm sao mình dám nói họ không có, không phải là thiện căn được. Thiện căn đâu phải chỉ để dành cho Phật tử brand name đâu, đúng không? Ai cũng có rễ, có tốt hết và căn lành hết. Chúng ta phải tưới cái đó. Được như vậy đó, mình sống trong cái thế gian này nhưng mà mình vẫn có thể vươn lên. Thân đi trong đời cởi trên ba đào, bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Sẽ gặp lại đại chúng ngày mai. Quý vị thấy cái ly con gà này là tuổi của thầy trụ trì á. Cái ly này Pháp Hòa tặng thầy hồi 2002 khi mà đi hai anh em đi Trung Quốc. Thì Pháp Hòa mới mua một cái bộ trà, một tách trà mà có 12 con giáp á. Pháp Hòa mới chia ra trong đoàn ai có tuổi gì thì nhận cái ly đó. Thì tới thầy trụ trì, thầy tuổi con gà, tặng cái ly này cho thầy. Hai ngày nay sao thầy lấy nhẩm ly này thầy đưa mình uống chứ. Sáng mà uống xong mà anh mang nhớ ly nữa của sư anh chứ ai. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 20 tháng 5 2017, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, Colorado, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Mình nhìn bên ngoài là trời ấm và tuyết sẽ bắt đầu tan.
Thì sáng hôm nay mình tiếp tục học cái bài 10 cái pháp nương tựa mà Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm. Thỉnh thoảng Pháp Hòa trích những cái bài kinh như vậy đó, những cái đoạn kinh như vậy để cho đại chúng được học. Ở đây mình có cơ hội mình tiếp xúc với những cái giáo nghĩa của Phật để mình trồng cái gì? Trồng căn gì? Trồng căn lành mà ngày hôm qua mình nói là thiện căn đó. Thí dụ như là con mắt của mình đó, khi mình nhìn cái gì đó thì nó có cái sức để nó nhìn thấu đáo cái đó. Thí dụ như mình có con mắt mà mình nhìn cái món đó để mình biết cái vật đó, để mình thẩm thấu nó, thì con mắt đây là nhãn căn, có cái sức của thấy, có cái sức của nghe gọi là nhĩ căn, có cái sức của ngửi gọi là tỷ căn, có cái sức của nếm gọi là thiệt căn, rồi cái sức của đụng chạm, xúc chạm để mình biết gọi là thân căn. Cho nên Phật giáo gọi là ngũ căn hay là lục căn đó. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, lục căn. Mà Phật Di Lặc á, tượng để ngoài sân á, có 6 đứa nhỏ nó bu đó, tượng trưng cho lục căn. Mà nếu như mà mình nhìn cái gì đó để mình rà rõ nó, mà nó không có làm những cái gì đó mình biết, nhưng mà cái nào nó bất thiện là mình biết, cho nên mình không có theo. Và khi mà mình biết một cái người nào đó họ có cái thiện căn, rồi cái mai mốt cái họ làm cái gì sai đó, thì mình nhớ lại những cái gì, cái đẹp của họ, cái dễ thương của họ, thì mình có thể xóa được, quên được những cái dở của họ, tại vì mình nhờ cái mình nhận ra được cái thiện căn nơi họ. Cho mình biết cái tốt của người ta đó để làm gì, để khi mà cái xấu của họ lỡ nó trồi lên đó, thì mình có thể mình tha thứ được họ. Tại vì chính bản thân mình, mặc dù mình cũng đang sống đang tu, nhưng mà thỉnh thoảng chánh niệm nó mất, thì cái bất thiện căn nó có mặt, thì mình nhờ cái thiện căn mà xưa nay mình nhận diện ra người đó. Tại sao mình thường ngày mình nói người đó tốt mà tự nhiên bữa nay mình nói người đó xấu? Cho nên ngày hôm qua mình học ba rồi, tâm bồ đề, dựa vô tâm bồ đề mà làm cho mình vững chãi trên đường tu, dựa vào thiện tri thức để mình vững chãi trên đường tu, dựa vào cái thiện căn để mình vững chãi trên đường tu. Và bây giờ cái thứ tư là gì? Nói về căn á, ví dụ như là mình có ngũ căn, tính tấn niệm định tuệ, mà trong 37 phẩm trợ đạo đó, người mà có được cái rễ của niềm tin thì càng tu tập cái phát triển thì niềm tin nó càng lớn. Người có cái rễ của sự siêng năng thì càng tu cái sự siêng năng nó càng lớn. Tính tấn niệm, người nào mà có cái rễ của chánh niệm, có cái căn lành của chánh niệm thì mỗi ngày cái chánh niệm mình càng lớn. Mà tính tấn niệm, niệm là nhớ nghĩ, niệm là mình có khả năng á, mình có mặt trong giây phút hiện tại. Bữa Pháp Hòa mới tới đây nè, khuya hôm kia đó, tới giờ đi ngủ cái đi đánh răng, đánh răng cái mở cái bóp mình ra, cái sau cái chai kem mình nó nhỏ nhỏ về kiếm ra, thôi làm biếng kiếm có sẵn trước mặt mình có một cây nhỏ nhỏ này, thôi vậy mình xài đỡ này cũng được, để vô đánh sau sau cái kem gì nó không có bọt mà đắng dữ vậy trời. Trời đất ơi, tới hồi coi lại với việc biết cái chai gì không? Thuốc ngứa. Cái hũ thuốc ngứa. Ôi cha ơi, Pháp Hòa mới vừa miệng thì ngậm một hũ vậy mà nhìn đọc lại là ít chì. Nhổ ra không kịp. Thì lúc đó bây giờ đã chánh niệm mình đi đâu phải không? Giờ chánh niệm mình đánh rồi mình biết là mình bị không có cái, nó không có cái ngọt, nó không có cái chất gì của kem đánh răng hết, mà nó đắng nó khó chịu ghê vậy. Nhìn lại thì ra là cái hũ thuốc ngứa không biết ai để mà nó y như cái chai kem vậy đó, cái thuốc đó, cái
Cho nên cẩn thận chánh niệm. Chánh niệm là vậy đó. Có nhiều khi mình uống nước rồi mình quên là cái ly nước nóng. Có nhiều người người ta đi thưa một cái tiệm bán cà phê là vậy đó. Đi mua cà phê uống mà dĩ nhiên là mình phải biết nó nóng rồi, vậy mà uống rồi phỏng lưỡi đi thưa cái tiệm đó. Thưa cái tiệm đó mà nó phải đền bạc triệu. Đền bạc triệu rồi á, vì lúc thì luật sư mà, thì họ cãi là tại sao trên cái ly anh không có một cái warning rằng nước nóng. Và từ đó về sau tất cả các cái ly cà phê của các tiệm bắt đầu nó có chữ tiếng Anh lên là caution hot, rồi chưa chắc nó để tiếng Pháp lên là chilled. Cho bảo đảm để khỏi bị đền cả triệu bạc. Anh đi ăn fast food tức là McDonald's là anh dĩ nhiên anh phải biết là cái món ăn nó rất là dầu mỡ, anh ăn thì anh mập cái chuyện của anh, chứ vậy mà cũng đi thưa nói là tiệm này bán đồ ăn nhiều chất mỡ, cũng cái người thưa tốn, cái người bị thưa tốn cả bạc triệu. À. Cho nên tính tấn niệm định tuệ kêu là ngũ căn, ngũ thiện căn của Phật tử đó. Tính tấn niệm định tuệ là năm cái căn lành trong mỗi chúng ta. Quý vị có niềm tin không? Quý vị có sự siêng năng không? Quý vị có chánh niệm không? Quý vị có chữ huệ không? Định không? Có. Nhưng mà tại vì mình có mà mình không có nương vô đó để mình tu, cho nên cái niềm tin mình nó không vững, sự siêng năng mình nó không vững, sự định tĩnh mình nó không vững. Cho giờ muốn tu vững thì phải dựa vô đó. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là một trong những cái mình nên dựa vào, nương tựa. Quý vị nhớ là cái chữ tiếng Hán gọi là sở y. Sở y có nghĩa là mình cái chỗ để mình nương tựa. Chỗ của mình nương tựa là vào niềm tin, vào bồ đề tâm, vào thiện tri thức, vào thiện căn của mình. Bây giờ cái thứ tư là gì? Mình nương tựa vào ba la mật. Chữ ba la mật là tiếng Ha, tiếng Phạn. Tiếng Hán dịch chữ ba la mật, mình dịch chữ ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh, hay nói theo tiếng Việt là trọn vẹn. Cái gì mình làm á mà mình muốn đừng có bị khổ lụy là cứ ba la mật đi. Thường thường á, nó có tới, quý vị hay nghe nó bao nhiêu ba la mật, lục ba la mật phải không, mà nói cho đủ là thập ba la mật. Trong đó có nguyện ba la mật, có phương tiện ba la mật. Nhưng mà ở đây mình dùng cái chữ ba la mật thì mình hiểu là khi mình làm việc gì, mình làm đến cái chỗ viên mãn rốt ráo, đừng có bận tâm tới nó. Ở đây nè, nương tựa vào ba la mật vì đó là thứ ta phải tu hành đầy đủ. Thí dụ như bây giờ mình lấy một cái ví dụ như là mình nói rằng nhẫn nhục. Nhẫn nhục mà nhẫn chưa có viên mãn, chưa rốt ráo thì thế nào cũng có chuyện. À, tôi nhẫn 3 thôi, tôi nhẫn 4 thôi, tôi nhẫn 5 thôi. Tôi cho cơ hội lần nữa, một lần nữa biết tay tôi. Thì nhiều khi mình nhẫn 5 lần rồi, tới 6 lần mình đập cái người đó, mình đánh cái người đó đủ 5 lần của kỳ trước. Lẽ ra tôi nhịn rồi mà tôi chịu hết nổi, tôi đánh luôn như những kỳ trước. chưa chưa ba la mật. Phải không? Thành nữ ra chữ ba la mật là mình làm sao mình đến cái chỗ trọn vẹn. Không phải dễ đâu. Không phải dễ. Cho nên mới gọi là đại thừa, mới gọi là cái pháp của Bồ Tát. Chứ nếu mà mình không làm được như vậy thì mình là phàm phu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, bây giờ mình chưa dám nói mình tới đâu, nhưng mà mỗi một lần mình qua được một cái á, thì tự mình nói với mình là hôm nay mình đã thêm được một hạt cát trong ba la mật. Chứ mình không có dám vỗ ngực xưng tên gì cả. Nhưng mà mình tu là mình lần lượt. Quý vị cứ nhớ là trên đường đi lên Từ Vân, nếu gặp những ngày đông, những ngày đường trơn, những ngày sương mù thì mình đi làm sao? Đi rất là chậm, đi rất là cẩn thận. Nhưng mà cuối cùng á, người ta thường ngày mình đi 1 tiếng à. Nhưng hôm nay trời tuyết mình đi 2 tiếng, mình đi 3 tiếng, nhưng mà rốt cuộc tới không? Tới. Tu hành cũng vậy. Cho nên cái nguyện của mình á, trong ta, chúng ta có thiện căn, nhưng chúng ta không có lập nguyện thì
cái thiện căn này nó không có chỗ để nó trổ. Cũng giống như mình có khả năng mà không có cái chỗ để cho mình dụng võ thì cái tài năng này không được phát triển. Cho nên cái ba la mật nghĩa là mình làm cái gì mà tới cái chỗ rốt ráo. Ở đây nó có hai phần. Nếu nói về cái phương thức tu thì thí dụ như nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện phát nguyện, đó là phương thức để mình bắt đầu vào đường tu. Cái thứ hai á là nói về phương pháp á, là không ngừng cải thiện. Mình không ngừng sửa đổi bản thân mình đến cái chỗ tốt. Ví dụ như mình nói á, tôi có cái tật nghiện thuốc. Nhưng bây giờ tôi phát nguyện là bỏ thuốc. Phát nguyện bỏ thuốc là nó nằm ở trong cái phương thức của ba la mật. Mới bắt đầu học công thức thôi. Nhưng mà mình cố gắng mình cải thiện, thèm lắm. Nhưng mà ráng. Ráng cải thiện đến khi nào mà thấy thuốc không còn thèm. Thì khi đó mình tu hành tới cái chỗ ba la mật. Cho nên nghe thì nó sâu sắc vậy, nhưng mà thật sự nó là cái gì, nó rất thật trong cuộc sống của mình. Cái tật tôi hay hờn mát, cho nên rồi bây giờ tôi tập bỏ đi, tại tôi biết mỗi lần tôi hờn mát là tôi khổ cho chính tôi. Người ta không có phiền hà gì hết, tại vì người ta nói người ta vô tâm, còn tôi nghe bằng hữu ý, tôi nghe bằng cái nhận thức sai lầm của tôi, cho nên người ta nói rồi người ta về ta ngủ khò, ta khỏe ru. Còn tôi thì khó chịu quá. Bây giờ mình bỏ cái đó, cái một lần bỏ. Cho nên bây giờ phải học ra đi. Nhẫn ba la mật là phương thức. Ráng nhẫn đến khi nào mà tôi biết là tôi nghe và tôi hết hờn rồi. Ba la mật. Cho nên quý vị nhớ là mình có hai công thức để ba la mật. Một là mình công thức, hai là pháp phương thức, hai là cái pháp để mình tu. Không ngừng cải thiện mình, cải đến khi nào mình tốt thôi. Cũng giống như là mình làm một cái gì đó mà nó chưa khéo, làm hoài làm đến khi nào mà nó thật khéo thì chừng đó ba la mật. Cái thứ năm là gì? Là nương tựa vào tất cả pháp, vì chúng là thứ ta phải cứu cánh rời khỏi. À, quý vị nghe câu này hơi khó hiểu đó. Phải nương tựa vào tất cả pháp, vì chúng là thứ ta phải cứu cánh rời khỏi, tức là phải rốt ráo rời khỏi. Vậy thì cái chữ pháp ở chỗ này là pháp gì đây? Cái chữ pháp trong trường hợp này không phải là Phật pháp, mà là tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này, chúng đều là những cái thay đổi vô thường hết. Đừng có cái gì dính nó thì mình mới tu nổi. Thậm chí chùa, nhà, thầy, tất cả đều là vô thường hết, đều là một cái pháp đó. Ví dụ như cái thân mình nó khỏe mạnh là một pháp, sắc diện mình đẹp trẻ là một pháp, nhưng mà thủy chung tất cả pháp này nó thay đổi không? Thay đổi. Mà nếu mình không có rời khỏi những cái dính mắc, tôi khỏe, tôi đẹp, tôi giàu, tôi này tôi kia là khổ 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 khổ. Còn nếu mình nhận ra rằng tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường biến đổi, cho nên nó biến đổi, thoáng buồn mà không khổ. Hồi xưa là buồn rồi khổ, bây giờ buồn nhưng mà không có khổ nữa, vì tôi biết nó rồi. Mà người nào có được cái đó, nương tựa vào cái nhận biết tất cả các pháp là vô thường, là thay đổi, đỡ lắm. Đỡ lắm. Mà thường thường hễ mà mình mà khổ cái gì, mình đi kiếm mấy cái bản nhạc mà cho nó đúng cái tâm trạng đó, nghe cho nó khủng khoảng hơn nữa. Thường thường là vậy. Nếu mà buồn cái gì là phải đi kiếm cái bản nhạc nào cho nó tương ưng với cái nỗi buồn đó. Để thí dụ như mình mà có cái buồn nhớ quê hương thì bắt đầu đi tìm những bài nhạc nào mà nói về quê hương để mình nghe cho nó thấm thiết. Mà hãy mà mình thất tình cái mình tìm cái bài nào mà nó cho nó tương đồng với cái thất tình đó, mình nghe cho nó thấm thiết.
Rồi mình đang thương một người nào mà người đó không thương mình đó, mình tìm những cái bản nhạc nào mà thương, thương có mình đó, một mình thương thôi đó. Thương một chiều đó. Cho nên mình hãy khổ cái nào cái mình đi tìm kiếm cái gì nó tương đồng. Cho nên cái đó đó là cái phương tiện làm mình khổ thêm. Nó là phương tiện làm cho mình khổ thêm. Cho nên mình nhớ là bây giờ thí dụ như này, rồi đây là một tác phẩm của tôi, rồi mình dính vào cái tác phẩm này, nhưng biết cái tác phẩm này có thể bị thay đổi. Lát nữa một bình hoa nào đó thiếu hoa, ta lại ta giật ra một hai cái, mình đi ngang, trời ơi hoa tôi đâu rồi. Bây giờ cái pháp này nó đã qua pháp khác. Nó mượn cái pháp này để nó add vô cái pháp khác, để làm cái pháp khác thêm lên, cũng đâu mất đâu đâu. Nhiều khi mình mất chỗ này nhưng mình tăng trưởng chỗ khác. Cho nên nhiều khi mình lỗ lãng chút gì đó không mất. Mình hy sinh cái phần mình nhưng mà ở người khác người ta được. Ví dụ như phần ăn của mình bị người ta lấy bớt, ta đâu có lấy dục đâu. Mình bớt phần mình thì người khác được phần. Thấy như vậy đó, cái mình cũng nhẹ ra. Ví dụ như trời ơi trời, tôi đem hai cái áo tràng mà ai chôm của tôi hết cái rồi. Thôi kệ, lỡ lúc đó mình lỡ nói chôm xong mình á, cái nhớ trực là thôi kệ, ai thỉnh mặc cũng được. Mình nói chữ thỉnh cái nghe nó nhẹ ra liền, nghe chữ chôm cái thấy hình như có gì không hay. Cho nên mình tất cả các pháp nó nhớ vậy đó, chữ pháp là biến đổi, là đủ, là thay, chữ pháp nghĩa là mỗi cái hiện tượng sự vật. Ngay cả mình thấy cái hiện tượng là hai người đó thân thiệt là thân, nhưng mà cuối cùng cái hiện tượng thứ hai xuất hiện là thân ai nấy lo. Nhiều khi trong cuộc sống của mình, tôi với chị đó rất là thân, tôi với anh kia rất là thân, nhưng mà hữu sự thì thân ai nấy lo, đường ai nấy đi. Giống như là cái ông trưởng giả có bốn bà vợ vậy đó. Không? Người vợ thứ nhất ổng chăm sóc đủ thứ hết, cung phụng. Người vợ thứ hai lo đủ thứ hết. Người vợ thứ ba chuyện vui buồn đều tâm sự hết. Người vợ thứ tư cưới về mà không ngó. Vậy mà khi ông sắp chết, ba bà kia từ giả, thôi kệ ông, chỉ có bà vợ thứ tư nói tôi biết ông cưới tôi mà ông không thương, nhưng mà tôi nguyện rồi, ông đi đâu tôi đi đó. Thì Đức Phật kết luận rằng mỗi chúng ta ai cũng có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất là thân xác của mình. Mình cung phụng không? Cung phụng dữ lắm. Sáng phải có gì làm cho nó theo buổi sáng. Tối trước khi đi ngủ phải làm gì đó dưỡng nó theo buổi tối. Nó có day cream, night cream. Rồi trưa nó là cleansing foam nữa. Rồi, nhưng mà khi mà mình sắp đi thì cái thể xác này nó làm sao? Nó biến đổi. Người vợ thứ hai là gì? Đó là những cái gia sản của mình, nó cũng đâu theo mình phải không? Người vợ thứ ba là gì? Đó là những cái người thân thiết của mình. Người vợ thứ hai là tiền của, người vợ thứ ba là những người thân. Chuyện vui, chuyện buồn mình tâm sự với họ hết. Nhưng mà khi mình sắp mất, họ cũng đi không đi theo mình được. Thậm chí họ nói để cho mình relax trong lúc mình sắp đi vậy đó. Ông mà chết tôi chết theo, bà mà chết tôi chết theo, nói để mình lưu luyến một chút vậy đó. Nhưng mà vừa chết xong, con ơi đi coi ngài của con. Ông thầy ông nói chết trùng đó nha, coi chừng ông kéo theo nữa đó. Thầy có cách nào thầy ém ông không? Hồi nãy đòi đi theo quá trời luôn. Vậy mà nghe ông này có khả năng kéo bà theo đó, là ém liền tức khắc thôi chứ không có để. Cái quan niệm của người ta là ngoài Bắc á, khi mà chết rồi đi liệm á, để trong cái quan tài bộ bài chim cút á, biết chi không? Để bận rộn chơi đánh bài không có về bắt người thân. Giống như bây giờ mấy đứa nít đi chùa vậy đó. Mấy đứa nít con nhỏ của mình đi chùa, mình muốn nó ngồi yên đừng quấy rầy, mình dục cho nó cái iPad là nó ngồi yên thôi. Cho quý vị nhớ là các cái pháp
xe cộ đủ thứ hết, không có cái gì của mình đâu. Mình có một cái nhà mới cất, nhưng mà tự nhiên người cái người cất đó họ không có cất đàng hoàng, sao bể ống nước ngập lụt lên hư hao hết trong nhà. Mình có thể mình đi holiday về có một tuần nhà mình sạch hết. Đó, giống như có một cái hai vợ chồng cái ông đó mà đi chơi về rồi nhà sạch sẽ hết trơn, lên gặp quý thầy mà khóc: trời ơi trời, nó vô nó dọn hết, chưa con có con cái à. Quý thầy hỏi cái gì? Nó cái nhà. Là dọn đi hết, chưa là con cái thôi, còn chưa là cái nhà. Thì bây giờ á, mình nương tựa vào cái nhìn, nói một cách khác là cái nhìn thẩm thấu, để thấy tất cả mọi hiện tượng, mọi sự vật trên thế gian này nó đều biến đổi hết. Thấy biến đổi không có nghĩa là mình dục bỏ nó, mình vẫn sử dụng nó, nhưng mình biết không có cái gì mà nó xài mà không hao. Hồi nhỏ và đọc cái bài kinh này và thích lắm, mà thuộc lòng tới giờ vậy đó. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời vì bởi chẳng tu, nên đường sanh tử lu bu không lìa. Cảnh đời vì bởi trao tria, đeo theo vật chất khó lìa lợi danh. Cảnh đời như biển nước xanh, gió cuồng sóng cuộn mé gành lao sao. Cảnh đời như giấc chiêm bao, như lằn điển chớp khác nào tiếng vang. Cảnh đời như đống tro tàn, giống như giả tràng sa cát biển đông. Cảnh đời như thể mật ong, thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Cảnh đời nhìn kỹ mà xem, khi về âm cảnh mà đem món gì. Cảnh đời là khối hiệp ly, nay dời mai đổi theo thì thời gian. Trong kinh Phật có kể câu chuyện có một con chó sói, nó thấy một miếng mật trên cái lưỡi kiếm, nó le lưỡi nó liếm một cái ngọt, nhưng mà sau đó nó thấy máu, vậy mà nó vẫn không biết, vẫn thấy còn một miếng mật trên cây dao đó, tiếc quá le lưỡi liếm một cái nữa, càng liếm mật cũng có nhưng mà máu cũng có. Mình có giống vậy không? Hạnh phúc cũng có nhưng mà đau thương cũng có, được một chút danh trời ơi cũng trầy vi chốc vậy, được một chút lợi cũng trầy dẫy chốc vi. Nhất hướng công thành vạn cốt khô, được lên một cái địa vị đó phải giết cả ngàn người, 1.000 bộ xương phải nằm xuống để hy sinh cho cái địa vị đó của mình. Ngày xưa ông vua nào mà không làm kiểu đó, được lên ngồi tới cái ngai vàng đó thì phải hy sinh biết bao nhiêu người. Thì trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi mình muốn được cái gì đó mình cũng hy sinh biết bao nhiêu thứ. Muốn giữ được cái người mình thương đâu phải dễ đâu, nhất mà gặp cái người thương của mình có cái tánh là bay bướm thì mình cũng khổ lắm, làm đủ cách, thậm chí đêm quên ăn ngày quên ngủ nữa. Phải không? Đâu đâu ngược đâu. Tối nào không gác chân lên trán. Cái chuyện mà đêm không ngủ, ngày không ăn là chuyện thường. Mình khổ đến mức độ là mình sống đảo lộn. Cho nên á, trong cái pháp này, Đức Phật nói không có để cho chúng ta buồn khổ, mà để cho chúng ta chuẩn bị cái tâm lý là mọi thứ thay đổi. Bản thân mình thay đổi mình là mình phải tự biết. Tại sao ngày hôm qua mình thích người ta mà hôm nay mình lại ghét cay ghét đắng rồi đó? Thì cái chuyện đời nó thay đổi là vô thường, chuyện thường vậy đó. Bây giờ nói tới cái thứ sáu.
nương tựa vào đại nguyện vì chúng giúp ta tăng trưởng bồ đề. Chân tâm cần có đại nguyện để giúp quang minh. Khi không phát nguyện, ta sống sao sức mạnh của tạo nghiệp, sống theo thói quen cũ, theo lối sống của ta. Mình có thiện căn đó, có căn lành đó, nhưng mà mình không phát nguyện thì căn lành khó khó tăng trưởng. Cho nên đó, mình thấy một cái người đó họ có được cái căn lành, mình giúp cho họ phát nguyện. Cho nên tại sao khi mình phát nguyện, mình thường đối trước Phật, đối trước chư tăng hay đòi đại chúng, để những người đó làm cái thiện tri thức, làm cái witness, làm cái người chứng nhân để mà giúp cho mình tăng trưởng. Chứ còn mình quỵt cái nguyện đó cũng chẳng sao, cũng tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mình muốn thăng tiến thì mình phải phát nguyện, nương vào cái sự phát nguyện. Có nhiều khi mình làm việc gì mình không có phát nguyện, nó không có cái lực. Cho nên nguyện lực là vậy đó. Khi mình phát nguyện rồi, nó có lực nó đẩy mình đi lên. Nhờ cái lực đó mà nó đưa mình đi lên. Mình sống, mình rất là dễ bị chi phối bởi những cái mà nó bên ngoài nó khuyến dụ mình. Thậm chí nhiều khi mình sắp sửa đi chùa, tự nhiên có một cái attract khác nó tới, nó làm cho mình phải phân, trời giờ đi chùa đi đây ta. Thì cái thường thường á, mà khi mà muốn đi đi cái chỗ đó rồi là nó có cách nó nói, trời ơi chùa tu 3 ngày chỉ đi một bữa có sao đó. Hoặc là nói rằng tu thì mỗi năm tới mấy kỳ lận, không đi kỳ này đi kỳ khác có sao. Nó đủ cách nó nói hết, lặng lát mình đi theo nó. Cái trường hợp đó Phật gọi là thiên ma. Chữ ma đó mà nó có khả năng, nó hấp dẫn, nó lôi kéo mình, gọi là thiên ma. Vì nó khéo lắm. Chẳng hạn như là mình để đồng hồ, mình muốn thức dậy sớm mình tụng kinh ở nhà đó, đi chùa 3 ngày trời ơi thấy thích quá, sáng dậy tụng kinh, về nhà bắt đầu cũng lập nguyện, nguyện từ nay 5 giờ cũng thức, cũng ngồi thiền dậy, mà để đồng hồ reo. Cái mới đầu để 5, 5 cái xuống, xuống 5 rưỡi, rồi 5 giờ 45, thôi mình đâu cần lâu đâu, 15 phút được rồi. Cái tắt cái đồng hồ rồi thôi, mình đâu cần tới 15 phút, 5 phút rửa mặt cái lên ngồi à. Tắt cái đó rồi cái ngồi nướng, nằm nướng, nướng là nó khét. Tới hồi mà giật mình dậy là 7 giờ tối, 7 giờ sáng rồi. Thành ra cái nguyện á, cái nguyện nó làm cho mình, nó dễ dụ. Ma nó có 4 loại. Thật ra rất nhiều nhưng mà gom còn 4. Ma mà nó chiêu dụ mình kiểu như vậy gọi là thiên ma. Còn cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành này, nó làm cho mình trì trệ sự tu. Ngũ uẩn ma, giận hờn phiền não đủ kiểu hết, phiền não ma. Sắp sửa lên tụng kinh mà buồn ai đó, cái cũng xách gói đi về được. Thậm chí định lên tụng kinh thôi, tôi ngoài này tôi làm việc tôi không vô tụng, tôi giận rồi, phiền não ma. Có một cái nữa là tử ma. Tử ma là ma chết. Cho nên mình phải nương vào cái nguyện của mình. Ở đây Phật tử nào cũng phát nguyện hết mà. Lúc mình quy tâm bảo là căn bản nhất. Rồi mình nguyện ăn chay 1 tháng mấy ngày nè. Cho nên mình muốn quy y á, là trong lòng mình có thiện căn rồi mình mới khởi 2 chữ quy y. Nhưng mà nó có cái gì đó nó làm cho mình còn chập chừng, thì mình phải nhớ là mình phải tưới cái thiện căn đó. Nói cái vụ quy y á, cách đây không lâu có một chú Phật tử, 2 ông bà lên xin quy y. Ông mới nói thiệt, ông nói thầy biết không, gần đây con đi đám tang đi nhiều lắm, rồi con thấy có nhiều người á, lúc sống chưa quy y, cái lúc chết nhờ quý thầy quy y, mà trời ơi quy y mấy người chết tên xấu lắm. Tại vì thường thường á, là mấy thầy không có muốn đặt chữ gì khác ngoài cái chữ có thầy, thì đặt chữ siêu thoát, vãng sanh hay là gì, mấy cái từ mấy cái chữ về đó. Ổng nói trời ơi, tên siêu thoát,
Còn nghe vậy còn lật đật, con người quy y lúc còn sống đi có tên đẹp chứ, để lúc chết để lúc chết quy y có chữ siêu thoát nghe kỳ quá. Ví dụ vậy, chào quy y. Thật ra nhà ông đi phát đám tang mà ông nghe mấy cái lễ quy y cho hương linh vậy đó, ông lên quy y sớm. Có nhiều khi mình khi mà mình khởi cái nguyện gì đó, mình thấy cái việc gì trong khả năng mình làm được nên làm. Vì có đôi khi cái cuộc đời nó vô thường, nó đến, nó chưa có cơ hội, rồi nó làm cho mình bị mất đi cái cơ hội đó uổng. Cho nên phải nương vào đại nguyện giúp ta tăng trưởng bồ đề. Điều thứ bảy, cái nguyện là gì? Là cái cam kết của mình, cái commitment của mình. Người đời thì quý vị thấy không, bất cứ việc gì cũng phải có cái commitment. Cái gì cũng phải có một cái contract. Bán nhà, bán cửa, hùng hạp, làm ăn, vợ chồng còn phải có ký giấy mà. Ký giấy cam kết. Thì mình tu mà không có cam kết, không có phát nguyện làm sao nó thắng. Mà quý vị thấy chư Phật, chư Bồ Tát không có người nào mà thành tựu mà không do đại nguyện mà có. Vì phát nguyện mới làm được. Cho nên Ngài Địa Tạng, Ngài có một câu nè: địa ngục chưa hết, tôi không làm Phật. Khi nào độ hết chúng sanh, tôi mới làm Phật. Vậy thì Ngài Địa Tạng ở đâu? Ở địa ngục, đúng không? Khi nào địa ngục hết người thì Ngài mới làm Phật. Cái câu này nó cũng hay lắm đó. Cái tâm của mình ngày nào còn phiền não, còn địa ngục, ngày đó làm sao làm Phật? Như vậy là Ngài Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Cho nên cái câu mà Ngài nói đó, ngày nào chúng sanh còn tôi không làm Phật, địa ngục còn tôi không làm Phật, thì đúng đúng ý như vậy thôi. Ngày nào tâm này còn phiền não thì sao làm Phật được? Ngày nào tâm này còn khổ đau thì sao làm Phật được? Chỉ khi nào ngày nào cái tâm của chúng ta hết địa ngục, hết đau khổ, hết phiền não, tức khắc chúng ta làm Phật. Cho nên cái nguyện của Ngài lớn lắm. Quý vị đọc cái bài sám mà quy mạng mỗi sáng rồi: hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không có thể hết, nhưng mà nguyện con không cùng. Rồi buổi sáng tụng Lăng Nghiêm làm sao: thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Nhớ không? Nhớ câu đó trong bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng. Thước ca ra tâm, thuấn nhã đa tánh là gì? Là cái hư không. Tánh, cái hư không này làm sao cùng tận được? Vậy mà nói rằng nếu một ngày nào đó hư không này mà cùng tận đi nữa thì nguyện của con, tâm bồ đề của con cũng không cùng. Cái câu đó là thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong. Khả là có khả năng tiêu mất, nhưng mà thước ca ra tâm vô động chuyển, tâm bồ đề con không có động chuyển, không lay chuyển. Rồi tụng hồng danh bảo sám có nguyện không? Con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo, ở cõi nhân thiên thanh văn duyên giác bồ tát quyền thừa, con chỉ duy y tối thượng thừa mà phát tâm bồ đề, nguyện cùng pháp giới chúng sanh một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là lời phát nguyện. Thế giới vô cùng, với phố vô tận, phiền não vô tận, chúng sanh vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Ngày nào sáng chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Ngày nào mà không phát nguyện. Rồi sáng nào thầy trụ trì: đệ tử chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp gặp thầy hiền bản tốt, gặp tam bảo gì đó. Đó, ngày nào mình cũng nguyện hết á. Nhưng mà mình, nếu mà mình chỉ nguyện mà mình không có nương vô đó. Cho nên mình phải nhớ mình nguyện rồi phải nương. Con nguyện đời con biết nương tựa chánh pháp. Mà mình nương tựa chánh pháp thì những cái phi pháp, những cái tà pháp nó không có lay động mình được. Những cái tà kiến nó không có xen vô được. Đây một hình thức tà kiến ví dụ nè. Có người nói á, chết đừng có thiêu ông bà.
thiêu rồi để ông bà vô trong hũ cốt đó, ông bà bị nhốt ở trong hũ cốt đó, ông siêu tà kiến. Vậy thì thiêu mà nhốt hũ cốt bộ chôn không chôn với lòng đất hả? Cách nào cũng chết hết. Đừng có nghĩ như vậy. Cái thân này khi nó chết rồi thì cái xác này muốn làm kiểu gì cũng được hết. Nói nghe lịch sử thì cremation, hỏa táng. Nói thẳng thừng barbecue. Có một thằng nhỏ này mới đây ngày hôm qua quý thầy kể nè. Nó lên nói thầy ơi em sorry à, con bận đi làm quá con không có thì giờ đi barbecue ông nội con. Nó không biết xài cái chữ thiêu, nó không biết xài mấy cái chữ cao siêu khác. Nó thấy để ông lò thì nó kêu barbecue thôi. Thật sự mình Phật tử không có tà kiến vậy được. Ví dụ như mình tới nhà Phật tử mình nói trời Phật tử không có được thờ Phật Di Đà nha. Phật tử không có được thờ tượng Quan Âm, không có được thờ tượng Thích Ca. Tượng là chỉ để chùa thờ thôi, ở nhà không được thờ. Tà kiến hết. Chữ tà đó đừng có hiểu là chữ tà là gì, là sai lệch chứ không có gì hết á. Chữ chánh là ngay thẳng, chữ tà là lệch. Thí dụ như buổi chiều á, mặt trời mà nó lệch bên thì kêu là chiều tà. Thì cái hiểu của mình mà hiểu lệch lạc thì gọi là tà kiến thôi. Chứ mình không có cái ý nói cái anh nó tà ma ngoại đạo gì cả. Mình hiểu nó không có đúng đắn thì là tà kiến thôi. Chứ không có gì hết. Mình có lòng thờ Phật, bất cứ Phật gì thờ cũng được. Và không luận tuổi tác, tuổi gì mới thờ Phật gì, bất cứ ai cũng có thể thờ được. Rồi có nhiều người còn nói ở trong nhà đừng có mở máy niệm Phật. Mở máy niệm Phật rồi âm binh nó vô nghe. Mô Phật nó vô nghe niệm Phật. Thí dụ nó có vô thì nó vô nó nghe niệm Phật. Rồi bây giờ tôi không mở niệm Phật, không lẽ tôi mở hoài cái bài hát Vì Đó Là Em thì chắc là phước lắm. Không, thành thử ra mình mở máy niệm Phật, người sống, thí dụ bây giờ người âm họ có nghe thì họ cũng là tốt thôi. Chứ nếu mà mình mở máy niệm Phật mà âm nó nghe không tốt, không lẽ mở nhạc nó không nghe sao? Không lẽ mở nhạc là có phước sao? Nói những cái như vậy rồi mình cứ nghe như vậy thì mình đi. Phật tử ở nhà đừng có tụng Địa Tạng nha. Tụng Địa Tạng âm linh nó vô dữ lắm. Nếu mà kinh nào tụng cũng bị nóng tánh, như là kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa gia đình xào xáo, tụng Địa Tạng tánh nóng, tụng Kim Cang tánh nóng, rốt cuộc kinh này toàn là kinh gì chứ không phải kinh Phật. Mà nói một hồi người ta nghe kinh dị, kinh hồn, kinh khủng, kinh hoảng, không có gì kinh Phật hết. Tà kiến hết. Chữ tà là vậy đó. Mình hiểu không đúng với cái ngay ngắn là tà kiến. Chứ mình không có cái ý nên cái người đó ma đạo gì cả. Cho nên cái câu người ta thường nói, học mà không tu thêm lớn tà kiến, tu mà không học thì thêm lớn vô minh. Tu mà không học thì vô học, càng tu càng vô minh, không biết gì hết. Nhưng mà học càng nhiều mà không tu gì hết thì tà kiến nó sanh. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu thì thêm lớn tà kiến. Mình có căn lành thì nhờ phát nguyện này thì hai cái này nó phối hợp với nhau. Cho nên nhiều khi một đứa nhỏ đó nó ham đi chùa đó, cứ cho nó đi. Mình cũng chưa biết cái căn này nó, cái rễ này nó sẽ sống tới đâu. Nhưng mà mình không tưới nó, mình đợi tới mai mốt nó mới tưới mới được. Cho nên lúc còn nhỏ mình phải tưới nó liền. Có nhiều người họ nói đây có một cô mới nói rằng con nó còn nhỏ, theo thầy thì con nên để cho nó lớn nó tự chọn hay bây giờ con nên hướng dẫn nó. Pháp Hòa mới nói á, nếu như mà nó lớn lên mà nó tự chọn thì cái chuyện đó bình thường. Nhưng nếu nó còn nhỏ thì mình chưa biết lớn nó như thế nào, nhưng mà lúc nhỏ mình phải dẫn nó, mình phải làm cho nó có một cái khuôn mẫu để nó nương theo đó nó sống.
bậc thánh mà trở lại đời này do nguyện mà chưa chắc đã nhớ cái nguyện của mình, như cái chuyện ngày khuy cơ Pháp Hòa hay kể vậy đó. Có những bậc mà người ta trở lại đời này với cái nguyện là độ sanh, nhưng mà vì cái phước các ngài lớn quá đi thì sanh lại vào trong những gia đình giàu có. Nhưng mà khi giàu có quá thì cái gì, ăn chơi sung sướng, cái nó quên cái chuyện đó. Vì khi giàu á là chơi với người giàu, toàn là tiếp xúc những cái cảnh vui, đâu có thấy cảnh khổ, cho nên nó không có click vô đó, nó không có cái làm cho mình thấy được cái cảnh khổ để mình phát tâm. Cho nên ngài Khuy Cơ là một vị hòa thượng đời trước trở lại đời này nguyện độ sanh, vậy mà sanh trong nhà quan cho nên quên mất tu. Công Tử thì ăn chơi rồi này kia kia nọ quên lửng luôn, mà ông nghiện ba thứ mới chết chứ: nghiện rượu, nghiện thịt và mê gái. Khi mà đi tu gặp ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang nói ông thấy được túc duyên, nhắc đại nguyện không nhớ. Nếu giờ hòa thượng cho con tu cũng được, mà với điều kiện là cho con đem ba thứ đó vô chùa, cho đem gái đẹp vô, đem rượu vô, đem thịt vô. Ngài Huyền Trang biết nhưng mà vẫn cho, nói ok, ông muốn thì tôi cho. Cái ngày mà làm lễ xuất gia cho ông đi trước mặc áo tràng đàng hoàng, ở đằng sau ba cái xe xe rượu, xe thịt, xe mấy cô gái đẹp. Vậy mà khi đi vô tới cửa chùa rồi là chuông trống bát nhã trỗi lên, đại chúng niệm Phật, cái tự nhiên nó làm cho cái tâm của ông nó sực tỉnh, mà nó làm cho cái tâm hồn ông phấn khởi trong cái đạo niệm như vậy. Ông nhớ trực lại, và lúc đó cái tâm bồ đề ông nó dõng mãnh lên, ông lui ra, ông xoay ra sao, thôi các ngươi lui về đi. Từ đó ngài Khuy Cơ, mặc dù đi tu có pháp danh là Khuy Cơ nhưng mà vẫn mang một cái danh là Tam Sa Hòa Thượng. Ông hòa thượng đi tu có ba cái xe: xe rượu, xe thịt, xe gái đẹp. Cho nên á, mình có cái nguyện rồi mà cái bên ngoài nó còn lôi mình, chứ đừng nói là mình không phát nguyện. Nhiều khi mình phát nguyện mình ăn chay đó, mà bạn mình mà rủ mình đi ăn, mà đôi khi một là mình quên, hai là mình excuse, mai ăn bù. Hôm nay lâu lâu mới được gặp bạn mà không ăn bạn buồn. Phải không? Rồi có nhiều người nguyện ăn chay nhưng mà canh 12 giờ đêm qua ngày mới rồi là ăn liền chứ chịu không nổi, không có nhịn tới sáng mai nữa. Và lấy một cái cớ là Phật ngủ. Hay là lấy một cái cớ là đã qua ngày mới rồi. Cho nên phải phát nguyện. Quý vị thấy tại sao cái người tu phải mặc áo, phải cạo đầu? Tại vì chính những cái đó nó là cái rào, nó giúp cho cái người tu nằm trong cái khuôn đó. Bây giờ ví dụ như thầy tu mà để tóc, mặc đồ bình thường, thì ai biết thầy đó thầy tu? Chỉ khi nào vị đó phải cạo đầu, phải mặc áo thì không dám làm gì nữa. Nó có cái khuôn như vậy. Tại sao cái y quý thầy nó có cái viền, quý vị nhìn cái nó có cái viền to vậy này? Cái đó là cái gì? Cái đó là cái ranh giới giữ ruộng cho người tu. Cái miếng y mà nó có sọc sọc đó là ruộng. Cái này là bờ đê. Chính cái bờ này nó giữ rõ ràng ranh giới. Đây là bờ ruộng, ngoài kia là ngoài đường. Mà hãy mà phóng ra khỏi cái phạm vi đó là đi xa. Cái ý nó vậy đó. Tại sao trong cái áo của người tu á, cái áo thì cái y là vuông, cái này cái gì? Tròn. Cho nên quý vị hay nói gì? Đầu tròn áo vuông. Mà khi mà đầu tròn áo vuông thì phải làm việc cho đến cái chỗ vuông tròn. Rồi, cái áo giặt hò, khi may cái áo giặt hò, cái cổ thì cổ tròn, nhưng mà cái lưng ở phía sau á đắp một miếng vải. Nếu mà quý vị nào mà mặc áo vạt họ, phía sau tấm lưng của cái tấm cái áo vạt họ có mai một cái miếng vuông vuông, lúc nào cũng phải vuông tròn. Bên Thái Lan các thầy đi xuất gia xong rồi cạo đầu chưa đủ, cạo luôn cái chân mày. Ông nào mà lé phé đi chỗ khác nhìn chân mày mà cạo sạch, ông này
ở trỏng ra không có dám hò hẹn. Cho nên Phật tử đi chùa mình mặc đồ vạt hò, mặc đồ lá hớn cũng tốt lắm, tại vì nhờ vậy nó thúc liễm mình phần. Không lẽ mình mặc cái áo này mình chống nạnh mình đi nói chuyện với người ta, tự nhiên vừa chống cái tay nhớ để xuống. Nó giúp cho mình, nó giúp cho mình sao ở trong cái khuôn đó, trong cái khuôn đó. Cho nên hồi xưa có một vị sư bà dạy chúng, người tu mình là cái bánh quy chứ không phải là cái bánh ít trần. Cũng là miếng bột nếp đó, nhưng mà để vô cái khuôn ịnh nó ra thì cái bánh mà có khuôn, cho nên kêu bánh quy. Còn bánh mà cũng cục bột nếp đó mà vò tròn để vô cái miếng giấy hấp, nó có thể nó nở thà lè đó, kêu là bánh ít trần. Vậy thì mình là người tu, mình là bánh quy chứ đừng là bánh ít trần. Vì cái nó có cái quy luật của nó, nó có cái khuôn phép của nó. Và ai đi xuất gia rồi, cạo đầu rồi thì cái hay là các vị đi mà xuất gia giao duyên, đắp y xong thì vị hòa thượng mới khai: đời trước quý vị có trồng nhân lành cho nên đời này các vị mới được cái tướng đầu tròn áo vuông. Cái lời khai thị đầu tiên của vị hòa thượng đó. Này các vị nên nhớ rằng đời trước các vị có trồng nhân lành. Nhân lành là thiện, thiện căn. Cho nên đời này mới được cái tướng đầu tròn áo vuông. Kể từ giây phút này, quý vị phải nhớ rõ, mình là người xuất trần thượng sĩ. Xuất một người, một người thượng sĩ siêu thoát cõi trần, gọi là xuất trần thượng sĩ. Tăng tục có phần, nam nữ riêng biệt. Không phải bậc hiền đừng làm bạn, không phải bậc thánh thì chớ tôn thờ. Siêng năng học hỏi, kinh tầm giáo điển. Như thế đó thì mình mới dụng tâm như vậy, thì mới không mất thời gian của mình mà không phụ cái chí nguyện của mình. Cho nên người nào đi tu cũng phải học cái phát bồ đề tâm văn hết. Phải đọc cho được cái tâm, cái văn phát tâm bồ đề. Năm nay ở bên Trúc Lâm, an cư như thường lệ là đại chúng trong chùa tâm niệm an cư 3 tháng với nhau. Và cứ cách một ngày là đọc phát bồ đề tâm văn một ngày. Hôm nay tụng công phu lăng nghiêm, ngày mai tụng phát tâm bồ đề tâm văn, phát bồ đề tâm văn, rồi ngày mai tụng lăng nghiêm, ngày bữa kia tụng quy sơn cảnh sách. Đọc mấy cái văn đó để nó nhắc nhở mình. Rồi cái thứ bảy là gì, cái thứ sáu là gì nhớ không? Nương vào đại nguyện. Thứ bảy thì phải nương vào các cái công hạnh, vì ta sẽ thành tựu tất cả những hạnh ấy. Thiện căn là sức mạnh tiềm tàng, đại nguyện là sức mạnh hướng tới tương lai, công hạnh là sức mạnh hiển bày trong hiện tại. Ba cái này nó phối hợp nhau. Thiện căn là sức mạnh ở trong mình, đại nguyện là sức mạnh làm cho mình có cái hướng đi tới, và hạnh nguyện là làm cho sự việc nó thành tựu được. Ba cái này. Ví dụ ha, mình có khả năng nấu ăn, lập chí mở nhà hàng là phát nguyện. Rồi bây giờ tới công hạnh là ứng dụng những cái món mình biết nấu trong cái menu của cái nhà hàng mình. Nhà hàng nổi tiếng, khách rất đông. Thì cũng như thế, chúng ta có căn lành mà chúng ta không lập nguyện và chúng ta không hành động thì cái kết quả nó không có mặt. Cho nên phải nương vào cái công hạnh. Nhưng mà đã nói là hạnh thì có phải là một không? Vạn hạnh. Nhưng mà vạn hạnh, nhưng mà hạnh nào cũng là hạnh. Mình lập cái đạo tràng tu, quý vị có thấy mỗi người mỗi hạnh không? Người thì á biết nấu ăn, người thì rửa chén,
người đi chợ, người quét nhà. Trong một cái đạo tràng mà quá chừng tất cả các vị, mỗi người một tay và mỗi người mỗi việc, mà mỗi việc đó là mỗi hạnh, cho nên hạnh nào cũng đều là hạnh hết, cho nên mới gọi là đại hạnh phổ hiền, chứ đâu phải bình thường. Nếu mình biết nhìn nhận ra tất cả mọi người ai cũng có cái hạnh để mà tu, để mà sống hết, thì vị đó là đại hạnh. Còn nói ngược lại là mình là một Bồ Tát có khả năng nhìn ra tất cả mọi cái hạnh nguyện của người hết. Chữ đại là gì? Đại có ba nghĩa. Đại là lớn, đại là nhiều, đại là siêu việt. Làm những việc mà người khác không làm được mới kêu đại. Ví dụ ai cũng anh hai, mà anh hai đó anh mạnh nhất, anh quyền thế nhất, anh hét ra lửa nhất kêu đại ca. Anh cũng ca đó, nhưng mà anh là đại ca. Tại có. Như vậy thì cái chữ đại nó ba nghĩa. Cho nên trong kinh thấy không? Đại Phật đảnh, thì chữ đại đó không thể chỉ hiểu một nghĩa, một đơn thuần là đại là bự. Nó có cái gì trong đó mới kêu đại chứ? Thì to lớn cũng đại mà nhiều cũng là đại, nhưng có một cái đặc biệt hơn là gì? Nó thù thắng, nó siêu việt hơn những cái bình thường là đại, cho nên mình mới có Đại Bồ Tát. Chữ Đại Bồ Tát không có nghĩa là cái ông đó, ông Bồ Tát ông bự lắm, nhưng mà 200 pound, 200 kg, cái đó bự cái gì? Bự cái lượng thôi, bự cái gì, cái quantity hả, cái chưa phải là cái quality. Cho nên đâu chữ đại mà trong kinh thường dùng không phải bình thường như hiểu nghĩa của mình. Cái vị đó đó nhỏ xíu con à, nhưng mà làm những việc phi thường thì vị đó là đại. Trưởng giả cũng có ba nghĩa. Đâu phải giàu là kêu trưởng giả, đâu phải sang kêu trưởng giả, đâu phải lớn tuổi kêu trưởng giả. Mà trưởng giả nó còn có một cái trong đó nữa là gì? Là người đó có cái đức lớn. Giàu có là một, lớn tuổi là hai, đức lớn là ba. Giàu mà biết thương người, biết cảm hóa người, cái đó mới trưởng giả. Chứ không phải là anh giàu kêu trưởng giả đâu. Còn gọi là bửu, bửu là bảo đó. Tại sao kêu Phật bảo? Tại sao kêu Pháp bảo? Tại sao gọi là Tăng bảo? Thì cái chữ bảo đó không phải là nghĩa đơn thuần là quý báu. Đúng, nó nghĩa là quý báu rồi, nhưng mà ở trong cái chữ báu mà ở trong kinh muốn nói đây đó là vì sao? Là vì nó đặc biệt, nó có khả năng chuyển hóa mới gọi là quý. Anh có cục hột xoàn là quý, nhưng mà nó đâu có làm anh hạnh phúc hơn đâu. Thì cái này nó chỉ quý cái vật chất, chứ nó chưa có thể quý cái lượng. Nhưng mà trong cái người đó có một pháp tu, cái hạnh nhẫn nhục. À thì không tiền không bạc không gì hết, nhưng mà cái anh đó nó quý lắm á. Tại vì nhờ ảnh nhẫn mà tai ương nó hết, nhờ ảnh nhẫn mà mọi việc nó yên. Người có nhẫn là người có bảo vật trong tay. Nhẫn thị trân châu chân chi bảo, bất nhẫn thị tai ương. Người có một cái sức nhẫn là có viên ngọc, người không có sức nhẫn là bị tai ương, hoạn nạn nó tới. Tại sao chúng ta quy y Phật bảo? Phật là gì mà phải quý? Bởi vì Phật làm có những cái siêu việt hơn mình. Phải qua ví dụ thôi. Phật có cả một cái giang sơn mà Phật bỏ. Còn mình mới có một cái bóp mà chạy kiếm đầy đường á, lỡ để đâu con cái phone mất là thôi mất ăn mất ngủ. Phật có rất nhiều mà Phật bỏ được, còn mình không có gì hết mà cứ giữ miết. Thấy có một cái đó là mình thua Phật rồi, chưa nói là bỏ cái những thứ khác nữa. Cho nên có một cái câu đối: Phật là người khí, khí quốc thành, khí thê tử, khí thê noa, khí trân bảo, mình mới gọi là thế tôn. Phật là người có mà bỏ, còn mình thì sao? Gom, mình là thâu gom. Để ý coi, trời ơi, ta cần sâu chuỗi, ta niệm Phật đủ rồi, còn mình chuỗi nào không có. Nội cái tu thôi.
đừng có nói thứ khác, nổi cái chuỗi niệm Phật thôi. Mà thậm chí mình sắm chuỗi theo áo màu của mình. Áo tím chuỗi tím, áo xanh chuỗi xanh, chuỗi thôi đó. Còn áo tràng thôi, kiểu hai cổ chồng lên Đài Loan, kiểu Đài Loan có, kiểu ba chấn cũng có, thiêu thiêu gì đây cũng có. Nội cái áo tràng thôi cũng sắm đủ kiểu hết đó, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy rồi để đại chúng thấy là mình bị dính ở chỗ nào, rồi tại sao mình tu cũng có nhưng mà nó cứ chập chờn chập chờn. Nó cứ cà xịt cà đuổi vậy đó. Chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà mình sẽ có một thắc mắc là tại sao mình gọi là Phật bảo. Đó, bảo là ở cái chỗ mà có những cái phi thường siêu việt hơn mình. Còn nói Pháp bảo, Pháp là giáo pháp, mà mình có pháp không? Có, mình cũng có phương pháp, mà phương pháp mình toàn là gì? Lợi mình mà hại người không? Tính sao có lợi cho mình nhiều hơn mới được. Còn giáo pháp này, giải khổ cho vui. Mà quý vị đọc trong kinh có những lời Đức Phật dạy, có nhiều khi mình đọc xong rồi mình ngồi mình nói Phật thật, cái câu mà mình xưng tụng Phật là bậc nhất thiết trí, không có sai chút nào hết. Tại vì Phật biết rõ hết mọi cái tâm bệnh của chúng sanh. Mọi tâm bệnh của chúng sanh, mọi cái ngóc ngách, mọi cái góc cạnh của chúng sanh. Trời ơi, ba đời trật búa đủ kiểu hết. Cho nên quý vị mới nói tại sao trong giới luật mà nhiều như vậy? Không ngoài mục đích trị tâm bệnh của mình thôi, chứ có gì đâu. Mà mình nếu mà nói cho cùng ra, mình phải thương Phật. Phật thấy được cái ngõ ngách đó cho nên Phật nói. Mà nói để gì cho ai? Đâu phải vì cho Phật, vì cho mình. Mà hãy mà chúng sanh nào mà vấp vào cái ngõ nào mà Phật biết được rồi là Phật chế cái giới đó. Thí dụ như là một cái thầy đó, thầy đi mà thầy vừa đi mà thầy vừa cà hất vậy đó. Cái mấy Phật tử vô mét nó trời ơi, thầy đi xấu quá. Cái Phật nói từ nay về sau các thầy không được đi tướng đó nữa. Thí dụ vậy đó. Rồi có thằng thầy nọ đi đánh thằng xa cái tay về, cái có mấy vị vô mét Phật nói thầy tu gì mà đi kỳ quá. Thật ra đó, mấy cái đó để làm gì? Hầu làm cho cái mình trang nghiêm đẹp đó. Mà Phật nói vậy cho ai? Phật cách mình mấy ngàn năm mà Phật người Ấn Độ mắc gì mình. Nhưng mà hễ mình giữ cái đó thì tự nhiên thân tướng mình nó đẹp ra. Mà nó đẹp ra thì ai thương quý mình? Chúng sanh xung quanh thương quý mình. Mà họ thương quý mình thì họ, xin lỗi, nếu nói vật chất thì họ cung cái mình. Còn nếu nói tình thương thì họ quý trọng mình. Cho mình càng tu thì mình được càng lợi, chứ chẳng có mất mát gì đâu. Mà lỗi tội gì không tu. Cho nên rồi Phật như vậy mình mới gọi là Pháp bảo quý vô cùng. Lời vàng cho chính Phật tuyên dương. Chứ chữ bảo đó đâu có phải là như mình. Thí dụ quý vị thấy nè, mình có một cục hột xoàn là quý đúng không? Nó quý mà. Mà thật sự là cục hột xoàn đó, nó hơn tiền. Phải mà nó hơn cục đá. Mà thật sự nó là cục đá thôi. Nhưng mà tại vì cục đá này long lanh cho nên mình đặt nó là bảo, bảo theo cái nhìn. Nhưng mà cái bảo đó chưa chắc nó làm mình hết khổ à. Lỡ mà đi đường mà lọt mất cái cục đó là trời ơi rồi. Em ơi em đâu rồi. Còn mà hễ cái đó, xài thì hết, để thì nó nguyên. Pháp bảo khác. Càng xài pháp bảo càng tăng trưởng. Càng xài pháp bảo càng tăng trưởng. Cho chừng nào lỡ có được quý nhiều chừng đó, không mất đâu hết. Còn cái cục hột xoàn đó xài thì hết, cất không tăng trưởng. Còn nếu mình ứng dụng cho mình tăng trưởng, mình ban rải cho người tăng trưởng, cho nên gọi là pháp bảo. Cho nên pháp bảo có thế lực. Chữ thế lực đem gọi là sức mạnh gì cả, mà sức mạnh có khả năng chuyển hóa mọi cái đau khổ cho mình.
Có rất nhiều Phật tử nếu mà không nhờ nghe pháp là khổ dữ lắm. Nhờ nghe pháp mà chuyển hóa rất lớn. Phật pháp giúp cho mình thấy rõ. Vừa rồi có một cô gửi cho Hòa cái hình con cổ 27 tuổi. Có Hòa nhìn cái hình đứa nhỏ Hòa thương quá. Mất lúc có 27 tuổi. Cô mới nói nếu mà con không có Phật pháp thì con chết rồi. Cho nên trong cuộc đời của mình á, mà hình như á, ai cũng sợ chết. Nhưng mà đụng gì cái muốn chết. Mất tiền á, tức muốn chết. Nó chọc mình giận, giận muốn chết. Vậy mới chết không? Dạ không. Để ý phải không? Nhưng mà không nghĩa là lúc nào mình cũng sợ chết hết. Nhưng mà chết chắc. Chết chắc và cuối cùng là chắc chết. Phải có công hạnh ha. Một trong những cái mà có thể nhiếp hóa chúng sanh đó là cái việc hành động của mình gần gũi chúng sanh. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình có cùng đồng hành với chúng sanh đó, thì mình mới có cảm thông với chúng sanh và chúng sanh mới có cơ hội cảm thông với mình. Thưa đại chúng, là việc làm gì mình cùng làm với nhau đó, luôn luôn nó học hỏi với nhau. Hay lắm. Đó là cái thứ bảy. Cái thứ tám là gì? Nương vào tất cả Bồ Tát vì ta sẽ đồng hành, đồng nhất trí tuệ với các ngài. Bồ Tát á, là bậc sẽ tu lâu dài với chúng ta. Các ngài là những bạn đồng hành đồng tu, không những trong đời mà còn trong nhiều đời sau. Thường thường á, cái gì mà nó lợi tha người ta đều dùng chữ Bồ Tát để nói hết. Thí dụ như cái người đó có một chén cơm mà đem tặng cho người khác, nó trời anh đó có tâm Bồ Tát. Cái gì mà mình làm lợi cho mọi người thì những hành động đó đều gọi là hành động của Bồ Tát, chứ không phải chỉ một việc gì gọi là to lớn. Chúng sanh mình làm việc gì mà mình thấy đặc biệt cái mình nói, ồ anh đó tâm Bồ Tát lắm. Thí dụ như mỗi lần đi chùa, mình biết trên đường mình đi là sẽ đi ngang năm nhà của năm bác. Đi không cũng uổng xe, thôi tấp vô rước năm bác đi chùa luôn. Thì năm bác đó mới nói, đây là Bồ Tát của con đó thầy, giúp con đi chùa. Rồi thậm chí có những Bồ Tát á, mỗi một lần lễ lọc gọi phone nhắc cho bạn bè. Đó. Cho nên cái hành động của Bồ Tát tuy nó nhỏ nhưng mà nó có công năng đưa chúng sanh hướng thượng. Thí dụ á, mình đang làm một cái đó, một cái đứa nhỏ, một cái bạn trẻ, hàng con cháu của mình nó làm cái đó, đừng có buồn, mình phải mừng. Thật sự ra mình làm mấy chục năm rồi, hôm nay mình thấy có người tiếp nối với mình vui lắm. Phải qua ví dụ ha. Bây giờ ví dụ như ngoài đời nói trong ca sĩ đi, Chế Linh mà có được trường vũ của Chế Linh vui không? Có truyền nhân. Cô Thái Thanh mà có được cô Ngọc Hạ, cổ vui không? Vui, vì có truyền nhân. Vì dòng cái âm điệu của mình, cái lời nhạc của mình, cái giọng hát của mình có người sao tiếp nối. Thì cái tâm lượng của một người ca sĩ mà hàng anh chị, hàng cô chú thấy con cháu mình đời sau nó tiếp nối được vui. Để cho cái văn hóa, cái âm hưởng Việt, nhạc nhạc Việt Nam nó không mất. Đó, đời mà người ta còn nghĩ thế thì huống chi là đạo. Cho nên mình thấy một cái người trẻ nào trong đạo của mình, trong chùa mình mà nó giỏi, bằng mình, hơn mình, vui chứ không buồn. Chưa nói gì hết, mình chỉ đồng tâm hoan hỷ thôi. Mình là tâm Bồ Tát.
Cho nên rồi cái người nhỏ đó đó nó không có thấy lẻ loi, vì nó làm một cái việc mà người lớn đi trước làm, lỡ có gì nó hỏi ý thì nó vui là gì? Nó có cái người Bồ Tát đồng hành. Nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Mình tu á, mà mình có những cái vị xung quanh mình mà họ cùng tu với mình tu tiến dữ lắm. Mình tu mà có mình tu ở nhà cũng được, nhưng mà cái tiến bộ nó ít hơn vì không có ai sách tấn nhắc nhở mình. Để, ví dụ quý vị vô đây nè, chắc gì mà mỗi ngày quý vị đúng 5 giờ quý vị dậy đâu. Nhưng mà nhờ vô trong này nè, tập thể người ta dậy 5 giờ thì mình cũng dậy 5 giờ. Mặc dù dậy rồi bắt đầu mình ngáp lên, ngáp xuống, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình gật lên, gật xuống. Mình nói dạ con đồng ý lắm. Thầy giảng hay quá. Đủ thứ hết. Nhưng mà ít ra cái thân mình nó cũng tinh tấn, mặc dù cái này nó chưa tinh tấn, ít nhất cái thân nó tinh tấn, nó chịu nghe lời mình thôi. Chứ ở nhà là nó nói đi ngủ đi, cái là mình đi liền à. Không, nó tu hành đâu cần hành thân ép sát thế, là nó đi liền. Nhưng mình vô trong này, cho nên đại chúng nó có cái năng lực, cho nên gọi là tăng bảo. Tăng bảo có năng lực hướng dẫn cho mình cùng tu cùng học. Chứ đâu có. Còn thí dụ bây giờ nè, mình cũng đi tập một cái nhóm, nhưng mà nhóm đó họ uống rượu, họ nhậu, họ đánh bài, thì mình cũng theo cái lực đó mình đi thôi. Thấy không? Thành thử là mình quy tụ thành một cái nhóm có sức mạnh. Thì sức mạnh gì? Sức mạnh của sự hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, hay là sức mạnh của những cái hướng mà làm cho mình thêm tốn tiền bệnh tật. Cái nào nó cũng có sức mạnh cả. Nhưng mà mình phải có chánh niệm để mình thấy sức mạnh nào để mình cần. Mình đi vô trong chùa mà cả đại chúng ai cũng mặc đồ Phật hò trơn, cái tự nhiên thấy mình cũng thích. Hồi xưa mình mặc lẻo phẻo con mình cảm thấy mình sao giống như lập dị, nhưng không có. Giờ đại chúng người ta mặc vậy cái mình mặc khác cái nó kỳ. Cho nên mình ai cũng đồ Phật hò, cái mình cũng cùng đồ Phật hò. Cho nên các vị thấy không? Duy có Bồ Tát Địa Tạng là tướng người xuất gia thôi. Còn Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Thù vàng vòng đeo đỏ người hết. Tóc nè, Bồ Tát nào cũng có tóc, Quan Âm có tóc, Quan Thù có tóc, Phổ Hiền có tóc đeo. Chỉ có một mình Bồ Tát Địa Tạng là cái tướng người xuất gia. Sao lạ vậy? Tại vì Bồ Tát mà còn tóc, còn đeo vàng vòng là Bồ Tát nhập thế đồng hành với mình. Nhưng mà anh muốn đi tới cái con đường thoát ly địa ngục giải thoát không ngoài hình ảnh xuất gia. Mặc dù kêu đi xuất gia gieo duyên. Trời, nói nghe bốn chữ ghê gớm không? Xuất gia gieo duyên. Vậy mà vô trong đạo tràng xuất, đáng lý xuất gia rồi đó ha, là đầu phải cạo nha. Vậy mà giờ quý thầy thương quá, quý thầy chỉ xớt con chỏng cho nó. Là từ bi rồi vậy. Rồi đồng thời cho mình là không cần phải cạo đầu, nhưng cố gắng gieo duyên của người xuất gia tối đa. Mấy cái này này lột được cất lột hết đi. Mà nhiều khi mình đã vô rồi mà mình còn chưa có thật sự, là tại vì mình còn quen theo cái mà hàng ngày của mình đó. Sáng cũng phải sương sương chút. Bình thường tôi đi tiệc tôi làm đậm lắm mà, nhưng mà tôi phải ngày thường phải cho tôi nhẹ nhẹ sương sương một chút đó. Mình nói một cái đơn giản đó thôi. Thật ra các vị Bồ Tát mà người ta chung cùng một cái đạo tràng là người ta không là mình không, nương vào các vị Bồ Tát. Cho nên có nhiều khi mình thối tâm mà có một Bồ Tát nhắc mình, Bồ Tát đó là Bồ Tát bạn của mình. Bây giờ đó mình chưa thuần phải không? Mình vô làm Bồ Tát tập sự đi. Ai chưa thọ giới Bồ Tát thì làm Bồ Tát tập sự. Không cần thọ giới nhưng mà làm Bồ Tát tập sự. Bồ Tát tập sự là làm sao? Những gì mà Bồ Tát làm mình làm trong khả năng của mình. Thí dụ mình thấy người ta bệnh mình chăm sóc một chút.
Ở nơi nào có pháp mình có phương tiện mình đi đi nghe. Rồi mỗi ngày á, tập nghe pháp. Nghe cho nó quen, tại vì cái tai của mình nó nghe nào giờ nghe nhạc, xem phim, bây giờ tập xem cái khác. Chuyển nó từ từ làm Bồ Tát tập sự. Đó là mình nương vào Bồ Tát. Cái thứ chín thôi mình dừng đi để chiều mình nói giờ hết giờ. Chiều nay trưa nay là 2:30 thầy Pháp Ân phải không, là tối 7:30 Pháp Hòa. Thì nếu quý vị có những cái thắc mắc khi mình tu tập á, viết giấy, vì mình còn hai cái nữa mình nói tối nay một chút cái là mình trả lời những câu hỏi. Thì bây giờ mình nói cái nó lố giờ, lố giờ cái bị la, không phải ai la mà cái người làm băng dĩa la. Thôi mình dừng ở đây để đại chúng nghỉ buổi sáng ha, để mình hồi hướng. Trước khi mà đại chúng hồi hướng đó, thì Pháp Hòa xin nhắc là khi mà mình học Phật pháp đó, thì đừng có nghĩ là ô cái này nó rất là Phật pháp. Thật ra Phật pháp bất ly thế gian, Phật pháp không rời thế gian đâu, vì thế gian có mặt cho nên những lời Phật dạy này có mặt, chứ không phải những cái này cho ai cả, mà cho chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình qua một cái hình thức là một bài kinh vậy đó. Nhưng mà thật sự đừng nghĩ rằng những bài kinh này nó rời khỏi những cái bình thường trong thế gian cuộc sống của mình. Thưa đại chúng quý vị nhớ một điều là lời Phật dạy không ngoài mục đích cho chúng ta ứng dụng ngay trong cuộc sống này, chứ không phải là để cho chúng ta đem đi đâu và làm gì cả. Cho nên dù có nói cao xa cỡ nào, kinh điển đại thừa cỡ nào, cũng không ngoài cái chuyện là cho chúng ta ứng dụng ngay trong đời sống này. Chẳng qua là một hình thức, một cái cách nói khác thôi. Nghe thì rất là những danh từ rất Phật pháp, nhưng mà những cái danh từ đó chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình. Mình hiểu vậy, mình nắm bắt được cái đó đó, thì khi mình học kinh đại thừa mình không có thấy nó khô khan, và mình không có thấy cái gì nó xa. Mà rõ ràng là Đức Phật, quý vị nhớ Đức Phật ra đời vì mục đích gì không? Hả? Ai nhớ? Nghe quý thầy nói hoài đó. À, Phật ra đời chỉ vì một việc là khai cho chúng sanh, phải không? Chỉ cho chúng sanh, gọi là khai thị ngộ, là tỉnh được cái đó để nhập được với cái đó. Bốn chữ thôi: khai thị ngộ nhập, mở cho mình, chỉ cho mình nhận cái đó và thấm nhập được với nó. Thí dụ nè, mình mê không biết, Phật khai cho mình tỉnh, tỉnh xong rồi chỉ cái này là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường hết khổ. Ồ, ngộ ngộ ra rồi thì giờ làm gì? Ứng dụng. Tu tu sao? Muốn giảm khổ nào? Ứng dụng đó. Muốn bớt tham không? Bố thí. Muốn giảm sân không? Từ bi. Muốn giảm si không? Trí tuệ. Phật chỉ cho mình để mình nhận, mình ngộ nhập, cho nên không có cái gì xa cả. Bốn chữ thôi. Mục đích của chư Phật ra đời vì bốn chữ: khai thị ngộ nhập. Rồi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.